chương 481, tổ kiến nữ bột đoàn. Truyền tống chạm đất điểm, muốn đi oa la lúc truyền tống môn. Bởi vì bản thân là tiểu lục đạo giám sát hoàn thành, tọa độ hắn lòng dạ biết rõ. Lạc vũ bọn người đi ra đen pixel truyền tống môn, trong nháy mắt liền đụng phải đến đây nên tiếp trác đại. Vị này chính là nguyệt thú tộc dài, lam lộ lộ. dáng dấp cùng như thế nào cùng lạc vũ tỷ hắn không giống nhau một chút nào. Khả ái. Trác đại ánh mắt mê ly. Lạc vũ sớm cùng hắn câu thông qua, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người hắn còn là lần đầu tiên gặp ngoại trừ lạc nghiêng còn lại bên ngoài thỏ nữ lan đương nhiên lạc vũ nhà thỏ nữ lan phong cách cùng lam lộ lộ hoàn toàn khác biệt đối với trừ lạc vũ bên ngoài người giữ dằn hơn nửa bề ngoài cùng thuần chủng thỏ nữ lan cũng có không nhỏ trên lệch nếu như lam lộ lộ là tới dạy bọn họ huấn luyện nguyệt thú phương pháp không cần cái khác chỉ là thức tỉnh thỏ nữ lan hình thái liền đã có thể phong thần giá cả chắc chắn tăng tới giá trên trời Nghĩ tới đây, trác đại liền suy tính, quay đầu muốn hay không đồn một đợt nguyệt thú. Lợi dụng tin tức kém, nhất định có thể kiếm một món hời. Cái này nói là ta không đáng yêu đi. Thỏ con chích chích cảm thấy mình nằm trúng thương. Lam lộ lộ cũng thở phì phì nâng lên gương mặt, khả ái là thứ yếu, chúng ta nguyệt thú rất biết đánh nhau. Không cần cứng nhắc ấn tượng. Nàng hôm nay đến đây, chủ yếu là vì trọng chấn nguyệt thú hùng phong. Đương nhiên sẽ không tiếp nhận trác đại dạng này ca ngợi. Hắn là ám bộ cục cục trưởng, các đại. Trác hội trưởng nhà hậu bối. Lạc Vũ giới thiệu nói. Kế tiếp, để cho ta tới hợp tác với ngươi, Nguyệt Thú huấn luyện đem toàn quyền do chúng ta ám bộ hiệp trợ hoàn thành. Trác Đại mỉm cười. Nguyệt Thú là quốc nội đặc sản, bởi vì Nguyệt Thú kéo lui biểu hiện, trước mắt quốc gia khác cũng không có khai phát. Bây giờ có Lam Lộ Lộ, tự nhiên muốn trong bóng tối thật tốt khai phát một phen. Trở thành Long Chi quốc sinh lực. Đoạt tin giả tin tức, hắn tại Lam Tinh cũng nghe nói. Muốn ứng đối tương lai cường địch, Lam Tinh cần đoàn kết nhất trí mà các quốc gia trong khoảng thời gian này đều đang tăng cường sức ảnh hưởng của mình, tranh thủ tại trong Lam Tinh Liên Minh, chiếm giữ vị trí chủ đạo. Khai phát nguyệt thú, tự nhiên cũng là tăng cường ảnh hưởng lực một trong phương thức. Bởi vậy, hạng mục này phải gìn giữ bí mật, lúc này mới dùng tới ám bộ. Hợp tác vui vẻ, nhất định nhường ngươi nhóm nhìn thấy chúng ta nguyệt thú tiềm lực. Lam lộ lộ một mặt không chịu thua. Nàng muốn chứng minh, nguyệt thú mới không phải cung cấp người thưởng thức bình hoa, mà là tinh khiết chủng tộc chiến đấu vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Trác đại khẽ cười một tiếng, tiếp lấy trịnh trọng nhìn về phía chung quanh tiểu lục đạo, ngài hẳn là lục đạo đại nhân A. Hy vọng ngài có thế chỉ đạo chúng ta, trong tương lai đối kháng đoạt tinh giả xâm lấn. Ngài sinh hoạt hàng ngày, ta cũng đều an bài. Đừng nhìn tiểu lục đạo bị lạc vũ làm thành công cụ người, thực tế tại Lam Tinh các nước địa vị, cũng là không thể thay thế tồn tại. Long Chi Quốc ngay cả thỏ thỏ đều không buông tha, chớ nói chi là dạng này một vị thần. Bởi vậy, nghe được lạc vũ muốn đem lục đạo chân quân mang về, Trác hội trưởng lúc đó liền kích động cùng Trác đại đã điện thoại. Thề phải đem lục đạo chân quân khóa lại tại Long Chi Quốc, ký kết thâm hậu hữu nghị. Đây cơ hồ là để cho Long Chi Quốc chủ đạo Lam Tinh liên minh mấu chốt. Không có vấn đề, ta vừa vặn khôi phục thực lực, cũng cần trợ giúp của các ngươi. Tiểu lục đạo rất dễ dàng liền đáp ứng. Có Lam Tinh thượng đại quốc thế lực hỗ trợ, hắn khôi phục thực lực cũng thuận tiện rất nhiều. Song phương xem như theo như nhu cầu. Các vị khổ cực, ta đã tại phụ cận khách sạn năm sao đặt trước vị trí tốt chúng ta đi trước ăn cơm đi, có lời gì vừa ăn vừa nói chuyện. Mắt thấy sự tình dâm ba câu thuận lợi thỏa đàm, Trác Đại nói. Ta thì không đi được a, à, ta nghĩ nhanh lên về thăm nhà một chút. Lạc Vũ từ chối. Thỏ con chít chít. Không đi, ngươi nấu cơm cho nàng ăn. Trác Đại vừa định muốn giữ lại, các hội trưởng chậm rãi mở miệng, biết ngươi trong khoảng thời gian này mệt mỏi. Như vậy đi, ngươi đi về trước, có gì cần liền trực tiếp liên hệ ta. Lạc Vũ nở nụ cười, được. Nói đi, hắn liền ôm thỏ con chíp chích truyền tống về tình nguyệt điện. Vậy chúng ta chính là đi ăn cơm đi. Thiếu đi hai cái này ăn hàng, chúng ta nhất định có thể ăn no. Đêm Ajanimi lộ ra ánh mắt mong chờ. Rất lâu không có hồi lam tinh, nàng cũng tưởng niệm quê hương đồ ăn. Các trùng tộc mở rộng bộ thành viên cũng nhao nhao gật đầu. Qua la đồ ăn, vẫn luôn ăn không quen. Dù là chuyển vào hoàng cung, nơi đó mỹ thực cũng làm cho bọn hắn cảm thấy là lạ, lạ. Tình Nguyệt Điện Một cái ni thanh một tú tiểu hồ nương, đang dọn dẹp cung điện đồ gia dụng. Một hồi không gian phun trào, Lạc Vũ cùng thỏ con chích chích từ trong đi ra. Cung chủ đại nhân, ngài lại trở về tới. Tiểu Hồ Nương có chút ngoài ý muốn. Khoảng cách Lạc Vũ lần trước tới đây, đã qua hơn một tháng. Lạc Vũ miễn cười nói, lần này ta cho các ngươi mang theo một vị nữ bộc trưởng. Lị Lị An ra đi. Nghe vậy, bám vào Lạc Vũ trên người nhận con, trong nháy mắt biến thành lam Lị Lị An hình thái. Thỏ con chích chích trợn mắt hốc mồm, rất có thể giấu A, liền ta đều không có phát giác. Ngươi không phải là không thể rời đi oa la sao? Lị Lị An cười một tiếng, cho nên ta nứt ra một bộ phận, đặc biệt tới làm chủ người tiểu nữ bộc. Bất quá yên tâm, ý thức của ta là thống nhất. Thỏ con chích chích nhất miệng, vậy ngươi vẫn rất kính nghiệp, cũng làm nữ hoàng, còn băng khoan tiểu vũ. Cẩn thận nhân cách phân liệt. Nàng bây giờ rất phiền muộn, nghiêm trọng hoài nghi Lị Lị An có phải hay không gender. Cũng làm vị diện nữ hoàng, còn muốn một bước không rời đi theo tiểu vũ phá hư hai người của bọn họ thế giới. Đáng giận nhất là, mình bây giờ còn không đánh lại nàng. Đường đường nguyệt thần nơi nào có thể chịu được khí này. Đầu tiên nói trước, ta đối với nữ bột yêu cầu thế nhưng là rất cao. Thỏ con chích chích cao ngạo ngẩng đầu lên, nếu như ngươi không đạt tiêu chuẩn, liền trơn tru trở về oa la, thật tốt quản lý vị diện. Đừng có lại không làm việc đàng hoàng. Lị lị an bảo trì ung dung miễn cười, chủ mẫu ngài yên tâm, ta nhất định phải ngài hài lòng. Nghe lị lị an cung kính xưng nàng là chủ mẫu, thỏ con chích chích một hồi mừng thầm. Không tệ, coi như nghe lời. Biết mình thân phận gì, không có giọng khách ác giọng chủ. Bán thần thì sao, ở trước mặt nàng, còn không phải muốn thành thành thật thật. Về sau hung hăng sai sử nàng. Lạc vũ lắc đầu, kể từ biến thành hư không nữ hoàng sau, lị lị an thì thay đổi, trở nên không sạch sẽ. Buổi sáng cùng hắn một chỗ lúc, còn gọi lão tỷ nguyệt thần tỷ tỷ. Kết quả tại trước mặt lão tỷ, biểu hiện ngoan như vậy. Lị Lị An, ngươi trước tiên cùng tiểu hồ nương môn làm quen một chút, về sau liền phụ trách quản lý các nàng. Có rảnh cũng đề thăng các nàng một cái thực lực, hầu gái của ta đoàn chiến đấu phương diện không thể lại khoa. Lạc vũ nhàn nhạt mở miệng. Là. Lị lị an một mặt nhu thuận, tiếp lấy dùng hư không năng lực bắt chước ngụy trang ra một thân chỉ đen trang phục nữ bột. Phối hợp quần áo bó bộ dáng hư không làn da mười phần phù hợp. Dẫn ta đi gặp khác nữ bột. Lị lị an nhìn về phía tiểu hồ nương. Xem ra nàng đã tiến vào trạng thái. Tốt. Chờ sau khi hai người đi, thỏ con chích chích lập tức biến thành hình dạng người, bóc bóp lạc vũ gương mặt trắng noãn. Ngươi tổ kiến nữ bột đoàn mộng tưởng cuối cùng thực hiện a. Lạc vũ một mặt vô tội, lão tỷ ngươi hiểu lầm. Ta mang lị lị an trở về, chủ yếu là vì ứng đối sắp đến hội triển lãm. Chương 482, lạc vũ là mảnh chủ nhân. Quan hội triển lãm chuyện gì? Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Lạc nghiên còn lại sắc mặt lạnh lẽo, có chút ca nữ thần hương vị. Lạc vũ trái tim nhỏ quả quyết, liền tốt cái này. Quên phía trước chúng ta đi oa la mục đích ban đầu sao? Lạc vũ chững chạc đàng hoàng. Không phải liền là nghiên cứu ra, có thể sản xuất hàng loạt hư không trùng tộc đi. Lạc nghiên còn lại nháy đôi mắt đẹp, cố gắng nhớ lại lấy. Thế giới khoảng cách quá lớn, làm hại nàng cũng mau đưa việc này đem quên đi. Không phải sáng tạo hư không nữ hoàng sao? Nói đến, hư không nữ hoàng nói là nàng một tay sáng tạo, không quá đáng một chút nào. Vì thế, trước đây nàng thế nhưng là khổ học rất nhiều trùng tộc tri thức kết quả cho mình sáng tạo ra một cái mạnh mẽ tình địch. Có loại cảm giác ngưu đầu nhân. Nhưng mà nàng không thể lượng sản, tạo phúc nhân loại, không thể xem như thương nghiệp tác phẩm tham gia hội triển lãm. Bất quá, nàng rất am hiểu sản xuất hàng loạt hư không trùng tộc, trực tiếp tạo trùng sao. Hơn nữa chỉ cần bắt được giống loài gen, liền có thể mở khóa mới hư không sinh vật, tính dẻo cực mạnh. Hội triển lãm không có mấy ngày liền muốn bắt đầu, trong thời gian ngắn, muốn có thành tựu cũng chỉ có dựa vào nàng. Lạc Vũ liên tiếp mà nói, nói đến lạc nghiên còn lại á khẩu không trả lời được. Mà lạc vũ cũng mười phần ngạnh khí mà gối lên trên chân ngọc của nàng, mở điện thoại di động lên xoát lên hot search. Có thể lên mạng cảm giác thực tốt. Bởi vì hội triển lãm tới gần, mấy ngày gần đây hot search, cũng là cùng hội triển lãm có liên quan. Tìm hiểu một chút hội triển lãm cụ thể gì tình huống, thuận tiện tìm kiếm một chút linh cảm. Hội triển lãm sẽ căn cứ dự thi sản phẩm hơn phương vị suy tính, tuyển ra thập đại hàng năm tốt nhất sản phẩm xếp hạng thứ nhất ban thưởng nhưng là cùng nguyệt thú có liên quan truyền thừa thạch. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra, nên truyền thừa thạch sử dụng sau, sẽ đem bạch nhãn khai phát đến cực hạn. Thấy thế, Lạc Vũ kinh ngạc ngồi dậy. Tỷ, cái này có thế ngươi cần dùng đến. Lạc nghiên còn lại nhếch miệng, ta đường đường nguyệt thần chuyển thế, cần dùng đến cái đồ chơi này. Ta xem hay là cho tô dĩnh A. À. Nghe vậy, Lạc Vũ một mặt chấn kinh, bóp bóp Lạc nghiên còn lại béo mập gương mặt. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Nói, ngươi đến tục cùng là ai? Lão tỷ cùng hắn rất giống, gặp phải chỗ tốt liền muốn hết. Tinh khiết mau qua nhổ nhạn tiểu công nâng, đối mặt trọng yếu như vậy là tài nguyên, làm sao lại khiêm nhường như thế? Đến nổi đi, ta vẫn luôn là khéo hiểu lòng người như vậy. Lạc nhiên còn lại rất im lặng. Mình tại tiểu vũ trong lòng chính là hình tượng này. Cái kia cũng không đến mức cam lòng trọng yếu như vậy tài nguyên A. Lạc vũ nói. Lạc nhiên dư thần giác phát họa ra một nụ cười, nhỏ, cách cục nhỏ. Tô Gia không phải chúng ta quyến tộc sao? Ngươi không cho điểm chỗ tốt, để cho bọn hắn tăng cao thực lực. Về sau sợ không phải muốn mỗi ngày cho bọn hắn làm bảo tiêu. Lạc Vũ Mục nghĩ lại, lão tỷ nói đúng a. À. Mấy tháng trước, đi đến Hoa La Lúc, hắn còn đưa không thiếu thánh tuyền, cùng với để cho vĩ thú nhóm quan tâm Tô Gia. Lúc này mới miễn đi Tô Gia biến thành đại gia tộc phụ thuộc vận mệnh. Nhưng mà muốn để cho bọn hắn đông sơn tái khởi, thậm chí đến có thể giúp tình cảnh. Chỉ là điểm ấy nâng đỡ chắc chắn là không đủ được chưa lần này ngươi nói đúng ta liền suy nghĩ thêm một chút a à. cụ thể nhìn cái gọi là truyền thừa thạch đến tục cùng có thể đem bạch nhãn tiềm lực kích phát đến loại trình độ nào làm tiếp định đoạt mục tiêu của chúng ta ngoại trừ bạch nhãn truyền thừa thạch còn có phía sau cao tinh tài nguyên từ cao xuống thấp từ cửu tinh đến bát tinh đều có đề cập tới dùng để đề thăng bản nguyên đẳng cấp chắc chắn có thể nhường ngươi trên gen biến đỏ lạc vũ xẹt qua màn hình liếc nhìn sau này ban thưởng Bát tinh tài nguyên đồng dạng đồng đẳng với siêu ảnh đỉnh phong cấp dị thú, trên người tài liệu. Cửu tinh tài nguyên càng là cùng bán thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Liền trắc hội trưởng dạng này bán thần, cũng không có cất giữ bao nhiêu. Cũng may hội triển lãm là toàn cầu tính chất, từ nhiều nhà quốc tế cơ quan cùng tổ chức. Cho dù là như thế trân quý tài nguyên, bọn hắn vẫn là gom góp đủ. Đương nhiên cũng rất miễn cưỡng. Đỉnh phong siêu ảnh còn tốt, bán thần cũng có chút khó khăn. Cho dù là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ vị diện, cũng tìm không ra bao nhiêu. Nói như vậy, chỉ là dựa vào lị lị an khai phát tân binh loại còn chưa đủ. Lạc nhiên còn lại lông mày nhíu một cái. Chiếu đến xem như vậy, lạc vũ mục tiêu thế nhưng là bao hết phía trước vài tên. Mấu chốt những người dự thi khác, sản phẩm cơ bản đều rất thành thục. Mà bọn hắn bên này, liền cụ thể sản phẩm là cái gì, cũng không có quyết định đâu. Mắt thấy chỉ có mấy ngày, căn bản là ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ. Lạc vũ lộ ra làm cho người nụ cười an tâm, yên tâm, Tiểu Long Túi bên kia ta đã sớm an bài nhiệm vụ, để cho nàng lại đem cơ giới sư cái này chức nghiệp tu hóa xong tốt một chút, liền có thể lấy ra dự thi, khai sáng một cái chiến đấu mới nghề nghiệp, hội triển lãm một cái thứ tự ổn. Nghe vậy, Lạc Nhiên còn lại một mặt đau lòng, nàng vẫn chỉ là đứa bé, ngươi đừng cho áp lực quá lớn. Lạc Vũ nhún vai, ta xem nàng rất thích thú. Chủ yếu là hắn từng cho Tiểu Long Túi vẽ qua bánh. Nàng đương nhiên là có động lực. Sáng tạo một cái thuộc về mình vị diện cám dỗ này lực ai chịu nổi. Lại nói, A Phi bên kia ta cũng không nhàn rỗi, để cho hắn đem nguyệt chi suối cùng bản cũ vốn thánh tuyền kết hợp một chút. Khai phát ra thích hợp gia thể hệ sử dụng dược thủy. Lạc vũ miệng nhỏ nghiêng một cái, một mặt thảnh thơi. Đây chính là làm lão bản vui không? Ta tính toán đã nhìn ra, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc liền ngươi rất rảnh rỗi. Lạc nghiêng còn lại hai tay chống nạnh. Lạc vũ ủy khuất nói, ta giám sát đoàn người, cũng thật mệt mỏi. Lạc nghiêng còn lại. Chủ nhân, chủ mẫu, tiểu hồ nương nữ bột đoàn bên kia ta đều thao luyện tốt. Lúc này, Lị Lị An xông vào. Nhanh như vậy, trước tiên chớ vội nữ bột đoàn, khai phát một cái dễ dàng cho Lam Tinh thuần dưỡng hư không sinh vật A. Lạc Vũ nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt nhất là bảo chất bảo lượng, bồi dưỡng thành bản thấp. Nói xong, Lạc Vũ đưa điện thoại di động đưa cho Lị Lị An. Phía trên là ta muốn dự thi hội triển lãm, ngươi đã đến hiểu một chút. Nửa giờ sau. Xem xong hộp đối với hội triển lãm giới thiệu, Lị lị an đầu mộng mộng đát. Chủ nhân đây là muốn đem nàng tách ra thành hai nửa dùng a? À. Không phải, mấu chốt nàng đã tách ra thành hai nửa nha. Lại muốn trị lý oa la, lại muốn huấn luyện nữ bột đoàn, còn muốn tham gia hội triển lãm lấy được thứ tự. Cái gì mảnh chủ nhân? Phía trước nàng không có trở thành hư không nữ hoàng lúc, cũng không phải là như vậy. Cứ theo đà này, nàng sớm muộn giống con thỏ tỷ nói như vậy, nhưng cách phân liệt không thể. Như thế nào? Có đầu mối sao? Lạc Vũ một mặt ôn hòa nhìn về phía lị lị an mà ở trong mắt lị lị an thời khắc này lạc vũ cảm giác ác bách tràn đầy ách có lị lị an cái khó ló cái khôn chọn lựa một đầu bài danh phía trên hopser chỉ cho lạc vũ nhìn phía trên là liên quan tới một cái người dự thi thảo luận đó là một tên long hệ dị thú viện nghiên cứu nổi danh viện sĩ Alisa. mặc dù tự thân chỉ có kết đỉnh phong thực lực nhưng mà tại toàn cầu địa vị không thua siêu ảnh cũng là bởi vì nàng tại long hệ dị thú phương diện có kiệt xuất nghiên cứu cống hiến bây giờ không thiếu niên gia cấp kết đều có thể khế ước cự long hình thông linh thú, cùng với nàng nghiên cứu không thể rời bỏ quan hệ. Chương 483, Long Mẫu Lam Tinh cự long nhất tộc đều là tới từ vị diện khác xâm lấn. Quanh năm sinh hoạt tại Lam Tinh, có một bộ phận chịu đến Lam Tinh ý chí gột rửa. Từ tàn bạo tính cách dần dần hướng đi thiện lương, có thể trở thành nhân loại đồng bạn. Nhưng mà Lam Tinh dù sao không phải là cự long quê hương, bởi vì hoàn cảnh không hợp. Cự long càng ngày càng thưa thớt, dần dần trở thành gần như diệt tuyệt trân quý dị thú. Cũng may có Alisa nghiên cứu, đám cự long mới có thể bình thường mà tại Lam Tinh sinh sôi hậu đại. Cái này dẫn đến rất nhiều cao giai ninja đều có long có thể khế ước. Bởi vậy, Alisa tại cao giai ninja vòng tròn bên trong, cùng với cự long nhất tộc bên trong đều có thụ tôn trọng. Được thế nhân tôn xưng là long mẫu. Cân nhắc đến nàng cống hiến, hiệp hội cũng thật sự trao tặng nàng long mẫu cái này vinh dự phong hào. Ngươi là muốn mở khóa hư không long tộc, lạc vũ cả kinh tiểu cô nương có chí khí a cự long cũng không giống như cấu tạo đơn giản côn trùng nếu như khai phát đi ra như thế nào cũng coi như là trung cực binh chủng mặc dù long mẫu cải biến lam tinh long tộc ghen để bọn chúng có thể tại lam tinh bình thường sinh hoạt không đến mức gần như diệt tuyệt nhưng mà long tộc số lượng vẫn như cũ thưa thớt nếu như có thể thực hiện sản xuất hàng loạt lì lì an tại hư không nữ hoàng phía trên sợ không phải lại muốn tăng thêm một cái hư không long nải nải phong hào Long tộc là cái cường hãn chủng tộc, bọn chúng không thể so với trùng tộc. Muốn thực hiện nhẹ vốn phục chế, cũng không có đơn giản như vậy. Lạc Vũ Hảo tâm nhắc nhở. Lúc này, Lị Lị An con ngươi nở rộ màu lam u quang, thân yêu chủ nhân, không nên coi thường hư không. Lạc Vũ. Lạc Nghiên Dư Kiểm đều khí tái rồi, thân yêu cũng là ngươi một cái tiểu nữ bột có thể kêu. Luôn cảm giác Lị Lị An mặt ngoài kính cẩn nghe theo, kỳ thực trong lòng tuyệt không trung thực. Không có trước đó ngốc ngốc tay mơ hương vị bên trong là bởi vì bị hư không làm hư sao đã ngươi tự tin như vậy vậy ta ủng hộ ngươi lạc vũ cảm thấy chỉ cần hư không cự long thật có thể thực hiện sản xuất hàng loạt dù là chất lượng hơi kém cầm tới trên hội triển lãm dự thi cũng tuyệt đối có thế vinh thu được đệ nhất dù sao long tộc nội tình còn tại đó sau khi thành niên cất bước ảnh vệ cấp đừng nhìn lạc vũ bây giờ giết chết ảnh vệ cự long sau so đập mũi còn nhẹ nhõm đó là lạc vũ bây giờ trở nên mạnh mẽ ảnh vệ tại người bình thường trong mắt vẫn là thần đồng dạng tồn tại thậm chí tại trong vị diện khác xâm lấn, ảnh vệ cũng đều là không thể thiếu lực lượng trung kiên. Nếu là cái đồ chơi này có thể sản xuất hàng loạt, mang tới lợi tức khó mà tính toán. Chính là thời gian có hạn, ngươi tận lực nhanh lên. Lạc Vũ nhắc nhở. Ta bây giờ cần cự long DNA, chủng loại càng nhiều càng tốt. Lị Lị An Trịnh Trọng đưa ra yêu cầu. Lạc Vũ tưởng tượng, lão trác không phải mới vừa nói qua, có cần gọi điện thoại cho hắn đi. Vậy thì thật là tốt. Lão nhân gia ông ta đường đường bán thần, hẳn là cùng long mẫu rất quen a à. chờ lấy lạc vũ bấm các hội trưởng hình chiếu trò chuyện chỉ thấy hắn chính cùng những người khác tại một chỗ hào hoa phòng khách dùng cơm chỗ hẳn là tại cổ xuyên dù sao vị diện truyền tống trận ngay tại cổ xuyên cảnh nội chuyện gì a à, tiểu vũ có phải là đói rồi hay không hối hận vẫn là nhà ngươi thỏ con chích chích đói bụng cùng ngươi náo loạn cái kia nhanh chóng đến đây đi nhìn thấy điện báo là lạc vũ các hội trưởng trêu đùa một bên lạc nghiên còn lại. Nàng có như thế không chịu nổi sao? Không có, ta đang chuẩn bị mấy ngày nữa hội triển lãm. Lạc vũ một mặt đắng hề hề, cùng sống phóng túng đám người tạo thành so sánh rõ ràng. Trác hội trưởng ánh mắt hiếp lại, tiểu vũ A, ngươi có lòng, về nhà một lần liền chuẩn bị hội triển lãm. Ngươi chuẩn bị thế nào? Lạc vũ cười nhạt một tiếng, cái này không vừa đã định phương án, liền đến tìm ngài hỗ trợ đi. Trác hội trưởng sững sờ, vậy trước kia ngươi liền không có chuẩn bị sao? Lạc vũ bất đắc dĩ cười khổ, phía trước ta không một mực ở tại oa đi cũng không có thời gian chuẩn bị a à. chủ yếu là trước đây thiết kế đã sáng tạo ra hư không nữ hoàng phương án không thể không toàn bộ lật đổ làm lại cân nhắc trầm ngâm chốc lát các hội trưởng đạo muốn ta nói thế này bác sẽ liền bỏ quyền a à. trọng tâm của ngươi hẳn là đặt ở bồi dưỡng nguyệt thần đại nhân phía trên lạc nghiên còn lại chống nạnh chính là biết hay không ai là tuyệt đối hạch tâm a à. không có việc gì ta liền là bớt thời gian cho nguyệt thần đại nhân giải chút ít thực phẩm, tăng tốc thoáng cái đề thăng lên tiến độ. Lạc Vũ khóe miệng giật một cái. Không có tài nguyên hắn cầm đầu bồi dưỡng ăn hàng lão tỷ. Dùng thích sao? Không tham gia hội triển lãm, hắn như thế nào thu hoạch cao giai tài nguyên? Ngài có thể liên lạc Long Mẫu, để cho ta rút ra chút cự Long DNA sao? Lạc Vũ thận trọng nói. Như thế nào? Ngươi muốn nghiên cứu cự Long liên quan sản phẩm? Là đồ ăn sao? Đây cũng không phải là chuyên ngành của ngươi nha. Trắc hội trưởng không hiểu ra sao. Hơn nữa Long hệ nghiên cứu không có người nghĩ đơn giản như vậy, liền xem như đồ ăn, cũng cần nhiều lần thảo thí. Không có thời gian mấy năm, nghiên cứu không ra manh mối gì. Bị Trắc hội trưởng điên cuồng dội nước lạnh, lạc vũ đều sắp bị cảm lạnh. Ngài cứ việc nói thẳng, ngài tại Long mẫu nơi đó có hay không hảo làm cho? Vậy ta nói chuyện khẳng định có phân lượng. Trắc hội trưởng nghiêm mặt nói, vậy là tốt rồi, ngài hãy nói có giúp hay không a? À? Không được, ta vụng trộn tìm Cự Long lấy một chút. Lạc Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại mặt nạ một mang, ai cũng không biết hắn. Dùng thần uy lẻn vào một chút tổ rồng, tiếp đó lặng lẽ lấy đi Long Châu DNA không khó lắm. Lão Trác cũng quá bút tích, một điểm không có Senju Hashirama nội vị. Người đứa nhỏ này cái nào đều hảo, chính là quá quật cường. Được chưa, ta cho ngươi hỏi một chút, ngày mai ngươi trực tiếp đi Long Mẫu Long tộc căn cứ nghiên cứu. Báo tên của ta là được. Các hội trưởng chết miệng một cái. Ta liền biết các hội trưởng ngài giao thiệp không có vấn đề. Vậy trước tiên như vậy đi, lại có vấn đề khác, ta lại cùng ngài gọi điện thoại. Lạc Vũ vui lên, lập tức cắt ra kết nối. Các hội trưởng tưởng tượng năm đó, lúc tuổi còn trẻ, Alisa còn từng đuổi theo hắn. Nhưng mà hắn không có đồng ý, từ đây hai người lại không liên hệ. Cùng Long Mẫu đàm luận hợp tác, Long Chi Quốc đồng dạng cũng là cố ý để người khác đi. Bây giờ lại đi cùng với nàng liên hệ, cái này cũng rất lúng túng. Tiểu Vũ đứa nhỏ này, liền biết cho ta chế tạo nan đề. Sau khi cúp điện thoại, các hội trưởng hùng hùng hổ hổ. Thế nào? Tiểu vũ đứa nhỏ này có da. Nghe được các hội trưởng công khai xử lý tội lỗi lạc vũ, một bên tiểu lục đạo nhãn phía trước sáng lên. Sau lưng miệng lạc vũ. Dẫn hắn một cái. Không có việc gì, ta trước tiên tạm thời rời đi một chút, ngài ăn được. Các hội trưởng nhanh như chớp đi tới nhà vệ sinh, lâu ngày không gặp mà bấm cú điện thoại kia dãy số. Uy, toa toa sao? Tình nguyệt điện. Lạc vũ một mặt vui sướng, giải quyết, liền đợi đến ngày mai đi long mẫu nơi đó, bị đặc biệt chiêu đãi A. Liền quên hỏi một chút, bạch nhãn truyền thừa thạch cụ thể gì tình huống. Bất quá, các hội trưởng cũng là vừa hồi lam tinh. Đối với hội triển lãm chuyện, biết đến cũng không nhiều. Lị Lị An có chút lo nghĩ, ngài giàu gì cũng là long mẫu người cạnh tranh, nàng sẽ giúp cái này bận rộn sao? Không có việc gì, tin tưởng các hội trưởng hàm kim lượng. Lạc Vũ xem thường. Xem như Lam Tinh số lượng không nhiều bán thần, Lạc Vũ tin tưởng hắn tại Long Mẫu nơi đó, là có nhất định quyền nói chuyện. Cục cục. Lạc nghiên còn lại bụng kháng nghị. Đương nhiên, cùng tà cử vĩ cùng tiểu con mực không quan hệ. Hai cái này đều xem như nội trí tinh, bị giam tại trong ghê đô Ta đói. Làm sao bây giờ? Lạc nghiên còn lại vừa trừng mắt. Các hội trưởng quả nhiên dự phán đến không tệ. Lạc vũ lệ mục, nếu là lúc trước tỷ tỷ, chắc chắn chính mình liền đi làm một trận mỹ thực. Lão tỷ không có đem hắn dưỡng phế, mình ngược lại là bị dưỡng phế đi chủ mẫu, ta vừa rồi đã phân phó các nàng nấu cơm, này liền lại đi bếp sau thúc giục một chút. Lị Lị An một mặt nhu thuận rời đi. Vẫn là Lị Lị An biết chuyện. Lạc Nhiên còn lại có chút vui mừng. Đứa nhỏ này giữ lại cũng rất tốt. Nàng cũng không tin tưởng, chỉ là tiểu nữ bột sẽ uy hiếp bờ được địa vị của nàng. Chương 484, tổ trồng căn cứ nghiên cứu chuyến du lịch một ngày. Cổ xuyên cùng Long Chi Quốc một chỗ giao giới địa điểm, núi non trùng điệp, liên miên chập trùng bầu trời thỉnh thoảng có màu sắc khác nhau cự long bay lượn vô số cự long xoay quanh nơi này ngửa mặt lên trời thét dài đây là cự long nhất tộc sinh hoạt tổ rồng long mẫu chỗ căn cứ nghiên cứu chính là ở đây bởi vì long mẫu đông đảo nghiên cứu đã từng tạo phúc long tộc mà long mẫu lớn nhất thành quả nghiên cứu là từ nhỏ bị nàng khế ước phế vật hồng long đã trải qua dài dằng dặc làm bạn trước đây bị trục xuất hồng long nhất tộc phế long tại long mẫu bồi dưỡng phía dưới phát triển đến đáng sợ siêu ảnh tam giai đồng thời nhất cử quét sạch trong tộc địch nhân, tiếp nhận nhậm chức cao tuổi Hồng Long Vương, trở thành đương thời Hồng Long Nữ Vương. Gần nhất càng là chuẩn bị xung kích bán thần. Có thể nói, là mười phần dốc lòng. Nhìn ra được, bởi vì những cơ sở này, Hồng Long nhất tộc đối với nàng nghiên cứu rất là phối hợp. Khắc Long tộc cũng mười phần tín nhiệm nàng, thậm chí trực tiếp gia nhập vào nghiên cứu của nàng căn cứ, cùng với độ cao hợp tác, tham gia đủ loại thí nghiệm. Bởi vậy, Long tộc nghiên cứu viên bên trong, Long mẫu điều kiện nghiên cứu có thể nói được trời ưu ái căn cứ nghiên cứu trực tiếp mở ở tổ rồng phụ cận mà các nghiên cứu cơ quan tối đa cũng chính là lợi dụng vật tư cùng long tộc đổi điểm trứng rồng dùng làm nghiên cứu long mẫu thậm chí có thể mời đến hồng long nữ vương tham dự nghiên cứu các long hệ căn cứ nghiên cứu căn bản không so được long mẫu cũng dần dần cùng các long hệ nghiên cứu khoa học viện sĩ kéo ra trên lệch rất nhanh lạc vũ ăn sáng xong sau mang theo thỏ con chích chích đi tới long hệ căn cứ nghiên cứu bởi vì lị, lị an vừa tới lam tinh còn cần quen thuộc cảnh vật chung quanh cùng hồ tiên cung người nhận thức một chút. Cho nên Lạc Vũ liền không có mang nàng tới. Nhìn qua bầu trời cự long, Lạc Vũ bùi ngùi mãi thôi. Đáng tiếc những thứ này cự long cùng nhân loại bảo trì độ cao hợp tác, cũng coi như là phe bạn đơn vị. Bằng không thì, Lạc Vũ không phải thu thập một đống long châu, để dùng cho tiểu long túi cải tạo huyết mạch. Giúp đỡ trở thành một đời long thần. Bất quá, khác địa giới vẫn có chưa khai hóa, đối với nhân loại ôm lấy địch ý ác long. Bọn chúng long châu chắc hẳn càng phù hợp tiểu long túi. Hơn nữa, Ác Long bản chất là đến từ Long tộc vị diện kẻ xâm lấn. Chờ tương lai có cơ hội, mang theo tiểu Long túi đi tới Long tộc vị diện, hỗn cái Long thần đương đương. Cũng coi như là hắn không có bánh vẽ. Đang tính toán, lúc nào thanh lý một đám Ác Long, vì Lam Tinh dọn dẹp chướng ngại. Một đạo cực lớn Long ảnh bao trùm. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu như núi cao cao lớn, trải rộng liệt hỏa giống như đỏ thẫm vẫy rồng hồng long nhanh chóng hạ xuống. Kèm theo gần xa hơn tiểu nguyên lý, hồng long rất nhanh liền chiếm giữ Lạc Vũ trước mắt cả bầu trời oa loa lấy lệ mà vũ động long dực, đình trệ ở trên không. Một tiếng long ngâm đi qua, hồng long trầm giọng nói, nhân loại, ngươi chính là tiểu trác giới thiệu tới hậu bối. Tiểu trác, đây chính là long mẫu khế ước cái kia thống ngự hồng long nhất tộc nữ vương. Mặt giấy thực lực cùng toàn bộ hình thái cửu vĩ chia 5 năm, năm. Ta là trác hội trưởng giới thiệu tới, tên gọi lạc vũ. Lạc vũ lộ ra miễn cười thân thiện. Bởi vì tại oa la thần minh nhân vật, hắn bây giờ đối mặt siêu ảnh tuyệt không luống cuốn. Trước đây oa la những cái kia siêu ảnh, nhìn thấy hắn đều là rất khẩn trương. Lúc này, hồng long nữ vương huy động long dực, đáp xuống trên mặt đất trống trải. Hơn nửa quanh thân quanh quẩn hồng quang, hình thể nhanh chóng giảm mạnh. Trong nháy mắt, liền hóa thân một cái người mặc hồng long áo giáp, khí khái hào hùng mười phần tóc đỏ nữ đế. Một cổ uy nghiêm của cấp trên đập vào mặt. Mặc dù huyễn hóa thành hình người, nhưng hình thể vẫn như cũ rất lớn, chiều cao có 3m nhiều. So với người bình thường, nghiễm nhiên xem như một cái cự nhân. Đây là long tộc cường hãn thể chất đưa đến trừ cái đó ra hồng long nữ vương còn giữ vững khác long tộc đặc thù tỷ như liệt diễm một dạng hỏa hồng tóc dài đối ứng nàng hồng long chủng tộc cái trán lớn lên một đôi sừng rồng phong cách rất là thô kệch cùng lão tỷ loại kia điểm đến là dừng thả ái sừng thú hoàn toàn khác biệt sau lưng hồng lân long giật hơi hơi thu hẹp phần đuôi béo mập hồng lân đuôi rồng ngạo nghễ nhất lên liền bó chặt hai tay thủ giáp cũng là thon dài hồng hình móng tượng tiểu tử dáng dấp phong nhã đi có hứng thú hay không cùng ta nghiên cứu tiểu long nhân hồng long nữ vương lay động liệt diễn một dạng mái tóc bị nhãn như tơ nhìn về phía lạc vũ long tộc dù sao cũng là giả mang giả thú bởi vậy đối với phương diện kia không có quá nhiều gò bó hồng long nữ vương thân là nhất tộc kẻ thống trị càng là trực tiếp nhìn trúng cái nào một đầu hồng long ngoắc ngoắc ngón tay là được bởi vậy dưỡng thành như thế bá khí tính cách không không được liền luôn luôn ung dung lạc vũ thấy tình cảnh này cũng là một mặt chột dạ mà thỏ con chip chip cũng thái độ khác thường một điểm không ăn dấm song phương căn bản vốn không tại một cái lượng cấp. Nàng một điểm không lo lắng tiểu vũ dùng tới não cân. Các nhân loại chính là kém cỏi, trông thì ngon mà không dùng được. Hồng Long nữ vương thất vọng lắc đầu. Lạc vũ tức giận. Người nào nói, nếu không phải là lão tỷ ở một bên ngăn, giết đến ngươi ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Tiếp lấy, Hồng Long nữ vương đông đưa đuôi rồng quay người dẫn đường, đi theo ta, toa toa liền tại bên trong chờ ngươi. Lạc vũ cùng thỏ con chích chích liếc nhau, lập tức ngượng ngùng đuổi kịp. Trên đường đi, căn cứ nghiên cứu nội bộ nhân viên công tác, nhìn thấy hồng long nữ vương toàn bộ đều thân thiết chào hỏi. Một bộ bộ dáng cùng với nàng rất quen thuộc. Rõ ràng, hồng long nữ vương cũng là khách quen của nơi này. Tiến vào căn cứ nghiên cứu tầng sâu, một chỗ nơi thí nghiệm bên trong. Một cái người mặc màu trắng nghiên cứu phục, rất có khí thế tóc vàng a di kéo lên mái tóc, chính đối một trận hoàn chỉnh xương rồng tiến hành số liệu phân tích. Nếu như nàng chính là long mẫu, chắc chắn cũng là dùng phương pháp đặc thù kháng giả yếu. Toa toa, nhà ngươi nam thần giới thiệu người ta mang đến. Hồng Long nữ vương che miệng trêu đùa. Lạc vũ cả kinh. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng thể trách các hội trưởng tối hôm qua luôn từ chối. Trong này quả nhiên có cố sự. Hồng tỷ, mục đích của bọn hắn là muốn long tộc DNA, ngươi đi để cho người ta giúp ngươi rút ra một chút. Alisa đối với Hồng Long nữ vương chơi đùa sớm đã nhìn lắm thành quen, nàng mặt không chút thay đổi nói. Muốn ta. Hồng Long nữ vương trừng lớn đôi mắt đẹp. Trong lòng có chút khúc mắt nàng cao quý long vương ghen này liền phải giao cho lối vào không rõ tiểu bằng hữu có phải là không tốt lắm hay không nhanh đi long mẫu dùng ra ngữ khí nghiêm khắc ra lệnh tại trước mặt lạc vũ không ai bị nổi hồng long nữ vương lập tức rủ cục lấy cái đuôi ủ rủ rời đi rất giống bị mụ mụ huấn thoại nữ nhi lạc vũ trợn trắng mắt chung quy là biết long mẫu cái danh hiệu này là từ đâu tới nếu để cho khắc hồng long biết nhà mình thủ lĩnh tại trước mặt long mẫu hèn mọn như vậy không biết có thể hay không phá phòng ngự Bất quá, nhà hắn lão tỷ cũng giống vậy, đường đường nguyệt thần trong nhà còn không phải ngoan ngoãn nghe hắn. Cái gì gọi là gia đình đế vị a? Chiến thuật tính chất ngửa ra sao? Đúng, ta năm nay mới 303 tuổi, bàn về tới vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Về sau đừng gọi ta tỷ. Trước khi đi, Hồng Long nữ vương quật cường để lại một câu nói. Tiểu vũ, nhường ngươi chê cười. Long mẫu mỉm cười. Đối với lạc vũ sự tích, hắn mặc dù bề bộn nhiều việc công việc nghiên cứu, nhưng vẫn là hơi có nghe thấy. Nghe nói Lam Tinh có thể cùng Oa La kết minh, tất cả đều là dựa vào hắn. Đương nhiên, chi tiết cụ thể bởi vì hiệp nghị bảo mật, tăng thêm nàng không có tham dự trong đó, liền không thể nào biết được. Kỳ thực phía dưới dân chúng bình thường biết được càng ít. Chỉ biết là, Lam Tinh đột nhiên liền muốn cùng cái nào đó vị diện khác hữu hảo kết minh. Chương 485, Lục Đạo Thần Thạch Lai Lịch Chính là xem ở Lạc Vũ vì Lam Tinh vị mặt làm ra các tuyệt cống hiến, Long Mẫu mới bằng lòng đại lực hiệp trợ Lạc Vũ cái này đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, long mẫu ở trong lòng cũng không có đem lạc vũ xem như đối thủ cạnh tranh dù sao nàng đắm chìm long hệ nghiên cứu nhiều năm gần nhất càng là lấy được đột phá tính thành quả giới này hội triển lãm là nàng năm gần đây tự tin nhất một lần lạc vũ chuẩn bị vội vàng như vậy hội triển lãm đều nhanh bắt đầu còn tại sơ bộ nghiên cứu giai đoạn hơn nữa nghiên cứu đoàn đội cũng không có chỉ có một người làm một mình rõ ràng là cái đủ số bầu không khí tổ nếu như nàng đây đều phải cảnh giác đó cũng quá nhạy cảm đa tạ tiền bối ủng hộ của ngài. Lạc Vũ một mặt cảm kích. Long Mẫu khoát tay áo, chuyện nhỏ, bất quá ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng không phải xem ở trách ca mặt mũi. Ta là nghe xong ngươi tại qua la sự tích, chủ động tới hỗ trợ. Xem như cảm tạ ngươi vì Lam Tinh làm cống hiến. Làm sao nghe được có cổ ngạo kiều khí tức. Lạc Vũ nở nụ cười, đó là, ta hiểu. Song Phương một hồi hàng huyên sau, Long Mẫu chủ động ném ra ngoài cành ô liu. Tiểu Vũ, long tộc nghiên cứu không có người tưởng tượng đơn giản như vậy chút thời gian này người coi như cầm tới hồng tỷ dna cũng làm không ra manh mối gì hà tất miễn cưỡng chính mình không bằng trên danh nghĩa tại ta danh nghĩa đến lúc đó nhập học thập đại tốt nhất vinh dự cũng có ngươi một phần ta có tự tin lần này nghiên cứu tuyệt đối rung động toàn cầu nhìn ra được long mẫu vì lạc vũ suy tính được rất chu đáo toa toa tỷ không được ta vẫn hy vọng dựa vào chính mình hai tay thu được thành quả lạc vũ nghiêm mặt nói lúc này liền nguyễn cự phú bà mời. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia khẩu vị không tốt, chỉ có thể ăn bám lạc vũ. Không cần ôm đùi. Chính hắn chính là đùi. Một bên thỏ con chích chích thấy thế, cười không nói. Bán thần hư không muội còn không tính phú bà. Thật chẳng lẽ đang nguyên nhân, không phải là bởi vì trên danh nghĩa hỗn vinh dự, sẽ không lĩnh đến ban thưởng. Đứa nhỏ này, giống như trước đây rác ca quật cường. Kết quả bây giờ, hắn còn không phải muốn tới cầu ta. Long mẫu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ngươi cái này không ngừng vươn lên tính cách, ta là rất thưởng thức. Đã ngươi kiên trì, vậy ta cũng không ép ở lại. Lạc Vũ Long mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, đúng, toa toa tỷ. Ngươi biết lần này vô địch ban thưởng lai lịch ra sao sao? Nghe vậy, Long mẫu sắc mặt ngưng trọng, ngươi nói là viên kia bạch nhãn truyền thừa thạch. Đây chính là có lai lịch lớn. Lam Tinh ý chí chuyện, ngươi hẳn là cũng tin tường a. Lạc Vũ nội tâm trầm xuống, lại còn liên lụy đến Lam Tinh ý chí. Phần thưởng này không tầm thường a bằng không thì giá trị tại sao sẽ ở cửu tinh ban thưởng phía trên. Phải biết, giới này Á quân ban thưởng chính là cửu tinh ban thưởng. Chính là dẫn đến thế giới thi đấu dây dưa cái kia, ta cũng nghe nói. Thấy thế, Long Mẫu chậm rãi nói tới. Làm Tinh ý chí chỗ bí cảnh, chính là màn đêm xuất hiện mặt trăng. Lạc Vũ cả kinh, mặt trăng. Lại là mặt trăng. Qua la mặt trăng chính là tiểu lục đạo, trước đây dùng Chibaku Tenshi tạo. Không biết cái này một viên là không phải cũng cùng hắn có liên quan. Nơi đó sinh hoạt một chút, tự xưng nguyệt thần hậu nhân bái nguyệt nhất tộc. Cùng Lam Tinh thế lực hữu hảo giao lưu lúc, thủ lĩnh của bọn hắn đem khối này thần thạch tặng cho hiệp hội. Nghe nói, khối này thần thạch ẩn chứa vị diện song song, một cái gọi tờ Suki bỏ người truyền thừa. Đem hắn dung hợp đến khắc bạch nhãn người nắm giữ trên thân, liền có thể đem bạch nhãn tiềm lực khai phát đến cực hạn. Dù là tối bình thường bạch nhãn người nắm giữ, dung hợp tinh hoa trong đó, cũng có thể thu được trở thành thần cấp tiềm lực. Long Mẫu tiếp tục giải thích nói. Lạc Vũ trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tatsuki bỏ người. Đây không phải là Tatsuki Hamura hậu đại. Quay đầu lại hỏi một chút tiểu lục đạo, hắn có phải hay không cũng có cái lão đệ. Bất quá có thể xác định chính là, dung hợp thần thạch tinh hoa, bạch nhãn sẽ có tiếng dai tên xin găng tiềm lực. Nắm bắt tới tay sau, không phải cho tô dĩnh đề thăng một ít thực lực, để cho tô gia đứng lên. Chính là lấy ra cho lão tỷ bồi bổ thân thể. Tóm lại, khối này thần thạch hắn nắm chắc phần thắng. Toa toa, đồ vật ta mang đến cho ngươi. Lúc này, hồng long nữ vương đi vào phòng nghiên cứu đưa lên một bình nóng bỏng chất lỏng màu đỏ không thể nghi ngờ chính là hồng long nữ vương dna trừ cái đó ra nàng còn mang đến các màu sắc chất lỏng phân biệt đến từ lục long hắc long lam long đầy đủ lị lị an càng hoàn thiện mà phân tích long tộc ghen lạc vũ đưa tay liền đem bốn bình tài liệu để vào thần uy không gian thương khố đa tạ chớ nóng vội cảm ơn ta cái này ngươi cầm hồng long nữ vương phóng khoáng nở nụ cười đem một cái ấm áp màu đỏ trứng trồng đưa cho Lạc Vũ. Đây là bản vương tự mình dựng dục sinh mệnh, ngươi cũng cầm lấy đi nghiên cứu a. Lạc Vũ một mặt mộng bức, cái này. Long mẫu hội tâm nở nụ cười, cầm a, đây là Hồng tỷ cho ngươi tặng phẩm. Hồng Long nữ vương ánh mắt mê ly nhìn về phía Lạc Vũ, tỷ đối với ngươi tốt a, ngươi nếu là có chút lương tâm, liền nhớ kỹ thường đến xem ta. Cùng những cái kia tục tằng Hồng Long ở lâu, nhìn nhân loại nhỏ bé cũng là mi thanh một tú. Lạc Vũ bỗng cảm giác áp lực. Long Long quá tàn bạo vẫn là thỏ thỏ hảo nhất định lạc vũ cười khang một tiếng đem hồng long trứng đưa vào thương khố. vậy chúng ta trước hết rời đi hội triển lãm gặp lại nói đi lạc vũ liền ôm thỏ con chip chích, chích truyền tống về tình nguyệt điện để ngươi làm lấy mặt ngoại nhân hung ta ta cho trứng rồng chắc chắn có thể trợ giúp tiểu vũ đánh bại ngươi hồng long nữ vương hai tay chống nạnh một mặt không tầm thường trừng long mẫu thuộc về là lão phản nghịch nữ nhi đối với nàng mà nói long mẫu không có làm chuyện một cái tạm thời ôm chân Phật tiểu quỷ đầu thôi. Tăng thêm thời gian cấp bách, có thế phát minh ra mỹ vị sắc trứng rồng nấu nướng thủ pháp đều huyền. Một bên khác, Lạc Vũ trở lại tình Nguyệt Điện, lập tức gọi tới Lị Lị An. Tài liệu ta đều chuẩn bị xong. Nói xong, hắn đem bốn bình long dịch cùng với hồng long trứng bày đi ra. Xin ngài kiên nhẫn chờ đợi, ta nhất định còn ngài một cái hoàng mỹ cao giai binh chủng. Lị Lị An chảy nước bọt, bụng bắt trước ngụy trang tiêu thất, lộ ra thập tự hình dáng vực sâu miệng lớn bên trong trải rộng gai ngược một dạng răng nanh vô số hư không xúc tu duỗi ra đem những thứ này tài liệu cuốn vào trong bụng lập tức cực sâu miệng lớn khép lại lị lị an lần nữa biến trở về phong hoa tuyệt đại nữ hoàng lạc vũ ở một bên thấy thẳng nuốt nước miếng dĩ nhiên không phải đã thức tỉnh thuộc tính kỳ quái mà là hơi kinh ngạc đây chính là hư không nữ hoàng chân thực gương mặt sao thỏ con chích chích một mặt cười xấu xa hai loại hình thái cũng là trước đây nàng tái tạo lị lị an thân thể lúc chính là dựa theo hình thú thái chế tạo ai ngờ nhân gia tính dẻo cực mạnh có thể tự do thay đổi thể nội cấu tạo tiến hành bắt chước ngụy trang bất quá cái này đủ để cho tiểu vũ kiên kỵ đi theo hư không quái vật so sánh vẫn là thỏ thỏ khả ái đúng không chủ nhân long tộc ghen quá nhiều phức tạp ta phải toàn lực phá giải ngài chờ ta một hồi lị lị an lẩm bẩm nói lập tức quanh thân sinh ra hư không chi lực bao khỏa toàn thân ngưng kết kết thành trải rộng gai nhọn cùng thảm vi khuẩn trùng kén rõ ràng đây chính là hư không nữ hoàng nhắm mắt dưỡng thần lúc tình huống. Chỉ mong cái này một hồi sẽ không quá lâu. Lạc Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Chương 486, sản xuất hàng loạt long tộc. Ngày kế tiếp. Lạc Vũ sáng sớm liền từ mềm mại răng lớn trên ma thân đứng lên. Liếc nhìn lại, lị lị An còn tại kết dạng kén thái. Một hồi vẫn chưa xong chuyện. Lạc Vũ cười khổ nói. Hay là trước đi xem một chút A Phi hạng một thế nào? Suy nghĩ, Lạc Vũ quẳng xuống vẫn còn ngủ say răng lớn ma một cái ý niệm truyền tống đến a phi nhà gỗ nhỏ chỉ thấy bên này đầy mắt bừa bộn khắp nơi đều là nổ tung dấu vết lưu lại ngay tại cách đó không xa tiếng nổ còn ở chỗ này liên tục lạc vũ bất đắc dĩ ánh mắt ngưng lại thuấn di đi qua a phi thành quả nghiên cứu thế nào lạc vũ phát ra linh hồn thảo vấn vẫn được a phi có chút lúng túng ta nhớ được nghiên cứu của ngươi hạng mục là điều chỉnh thử ra ninja có thế uống nguyệt chi suối a như thế nào bên này một mực tại nổ tung cái đồ chơi này có thể uống sao? A Phi thần sắc quể oải, khổ não nói, đợi thêm ta một hồi. Trước mắt đang đứng ở giai đoạn khảo sát, chờ ta điều chỉnh pha chế rượu tỷ lệ liền tốt. Lạc Vũ nghi ngờ nói, Nguyệt Chi suối đối với hai loại thánh tuyền tăng thêm như thế nào? Đều thật lợi hại. A Phi khí chất biến đổi. Nói xong, A Phi liền hóa thân nhân viên chào hàng, bắt đầu cùng Lạc Vũ giới thiệu. Sinh mệnh thánh tuyền tại hợp lý dung nhập Nguyệt Chi suối, không chỉ có tăng lên rất nhiều tiên nhân mô thức tốc độ, còn có thể để cho người dùng thu được siêu cường năng lực chữa trị dù là thâm thụ trọng thương cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tương đương với có chút senju hashirama thể nghiệm tạp ý tứ quan trọng nhất là afi còn phát hiện sinh mệnh nguyệt suối ẩn chứa tự nhiên chi lực đối với bồi dưỡng thực vật hệ thông linh thú có tác dụng trọng yếu phổ thông thực vật dùng sinh mệnh nguyệt suối tới nước liền sẽ lột xác thành thực vật hệ dị thú thực vật dị thú định kỳ phục dụng thì sẽ đại phúc tăng trưởng đẳng cấp cải thiện tiềm năng tốc độ phát triển so sánh trùng sào chế tạo hư không trùng tộc tuyệt không kém thuộc về là thực vật dị thú tốc tiền thưởng chỉ cần sinh mệnh nguyệt suối bao no rất nhanh liền có thể kéo lên một mảnh thực vật đại quân liên kết cổ thụ đều có thể sản xuất hàng loạt ta bên này bởi vì thí nghiệm đã sinh ra không thiếu thụ nhân bọn chúng là làm lao động một tay hảo thủ a phi vung tay một cái chung quanh đại thụ trong nháy mắt nhúc nhích thân cây chủ thể hiển lộ ra biểu tình dữ tợn sợi rễ hội tụ tạo thành hai chân cùng với thân cành hóa thành hai tay. Tràn diện hết sức thế giới truyện cổ tích. Lạc Vũ trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Quá tốt rồi, nếu như vận dụng đến chiến tranh, liền sẽ để Lam Tinh sinh lực tăng lên gấp bội. Tại Lam Tinh tràn ngập nguy hiểm bây giờ, các quốc gia chắc chắn cần. Chỉ là có chút phế thực vật. Hắn xác định chỉ là sinh mệnh nguyệt suối liền có thể cầm điểm cao. Cái kia trí tuệ nguyệt suối đâu? Lạc Vũ lại hỏi. A Phi có chút xấu hổ, lúc nào cũng vẫn phát nổ tung chính là trí tuệ nguyệt suối, ngoại trừ trên diện rộng kéo dài ngộ tính thời gian, xúc tiến người sử dụng học tập lực đề thăng. Trí tuệ nguyệt suối còn có thể tăng thêm những thuật vi lực, cực hạn chất lượng hẳn là những thuật cấp bội. Nhưng mà tỷ lệ lúc nào cũng không tốt điều chỉnh, lúc này mới liên tiếp dẫn phát nổ tung. Nghe vậy, Lạc Vũ thần sắc trở nên hòa hoãn. Kéo dài một đoạn thời gian thu được những thuật vi lực cấp bội BUFF. Tạm được. Cảm giác không bằng sinh mệnh nguyệt suối kinh diễm, bất quá tại những giới hẳn là rất được hoa nghênh. Vậy ngươi tiếp tục hoàn thiện lạc vũ một phen miệng của vũ sau lại lần nữa truyền đến qua la long cung tiểu long túi một mực đợi căn cứ thí nghiệm ba ba ngày sau lại tới đây nhìn thấy lạc vũ đột nhiên hiện thân tiểu long túi bỗng cảm giác kinh hỉ ngươi cơ giới sư thể hệ hoàn thiện thế nào lạc vũ vuốt ve trán của nàng hiếu kỳ hỏi tiểu long túi hai tay chống nạnh ngạo nghễ ưỡn ngực hai chữ vô địch làm một chiến đấu mới nghề nghiệp cơ giới sư so với ninja ưu thế ở chỗ không cần chính mình khổ ép mà tu luyện vì thích ứng trang bị công nghệ cao, có thể sẽ có cường độ thấp huấn luyện. Nhưng độ khó khăn cùng tu luyện ninja so sánh không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần khắc kim mua sắm trang bị, liền có thể tại mặt giấy thực lực sánh vai siêu cấp cường giả. Đương nhiên, thực lực tương đương tình huống phía dưới, càng thêm khảo nghiệm thực chiến kỹ xảo. Nhưng cũng cực lớn đền bù giữa người và người thiên phú trên lệch. Kéo lớn kinh tế trên lệch tầm quan trọng. Cũng may dùng vũ trang quốc gia phương diện phù hợp. Ngược lại Lam Tinh Thượng Đại Quốc, hàng năm đều phải về phương diện quân sự tiêu hao đại lượng tài lực. Lạc Vũ có dự cảm, cơ giới sư tại Lam Tinh một khi ra mắt, tất phải uy hiếp bờ ninh địa vị. Qua la bây giờ chính là như vậy, vốn là đa nguyên hóa vị diện, gia nhập cơ giới sư. Trùng sư chủ lưu địa vị bị đại lực cắt giảm. Thậm chí có không ít trùng tộc, bắt đầu dùng cơ giới sư kỹ thuật, cải tiến chính mình. Tốt, ban thưởng ngươi viết một phần tổng kết báo cáo, ta dễ đưa ra cho thế bác ủy ban. Lạc Vũ sờ lấy tiểu long túi cái đầu nhỏ vẫn là ngoan xà xà đáng tin. trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. đây là ban thưởng. tiểu long túi tức giận phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. lạc vũ hội tâm nở nụ cười, dĩ nhiên không phải, ban thưởng là quay đầu ta dẫn ngươi đi long tộc vị diện, tiến hóa thành chân chính long. tất bước chuẩn chúa tể cấp tiềm năng. nghe vậy tiểu long túi thoáng yên tâm, này mới đúng mà. ta chờ. tiểu long túi quơ nắm tay nhỏ. ta liền là long. trở lại tịnh nguyệt điện, lị lị an đã từ trong kén đi ra ngoan ngoãn đắt dọn dẹp hư không kén cặn bã trăng lớn ma còn đang ngủ dứt thẳng nguyệt thần liền cái này không bằng nàng cần cù tỉ tỉ chủ nhân ngài trở về lạc vũ lập tức quan tâm nói hư không long tộc tiến độ thế nào lị lị an ngòn ngọt cười đã khắc vào ta chủ não bên trong tùy thời có thể bày ra cho ngài nhìn chính là chỗ này có chút không tiện dù sao cũng là hồ tiên cung địa bàn trực tiếp ở chỗ này kiến trúc tổ trồng đích xác không thích hợp hơn nữa tiểu lục đạo đã sẽ lam tin tỷ thú nhóm lúc nào cũng có thể ý thức được hắn không phải lục đạo chuyển thế gần nhất vẫn là thành thành thật thật làm người a à. không có việc gì đi ta không gian độc lập bày ra a à. lạc vũ đạm nhiên mở miệng nghe vậy một bên răng lớn ma lập tức tỉnh lại mang ta một cái nói đi nàng liền thu thỏ thành thỏ con chip chích, chích hình thái chủ động tiến vào lạc vũ trong ngực nàng cũng không thể để cho hai người này có một chỗ không gian nhất thiết phải một mực nhìn xem bằng không thì tiểu vũ nói không chừng lúc nào, liền bị hư không tiểu muội cầm xuống. Đến lúc đó liền muốn khóc cũng không kịp. Lạc vũ cùng lị lị an cùng nhau lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thần uy không gian. Lạc vũ bọn người tìm được một chỗ địa phương trống trải. Lị lị an bắt đầu giới thiệu hư không trùng tộc sinh sản quá trình. Tầm thường hư không trùng tộc, đều là do nguyên thủy trùng sào đảng sinh ấu trùng. Về sau tiến vào khắc trùng sào, tại thể nội rót vào khắc biệt tổ người máy, đồng thời tại trùng sào thu giữ chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành lúc này mới có dáng vẻ khác nhau, chủng loại phong phú trùng tộc. Những thứ này trùng tộc phí tổn rẻ tiền, trưởng thành chu kỳ luôn luôn rất ngắn. Nhưng mà hư không long tộc, mặc dù bị sức mạnh hư không ưu hóa qua, nhưng mà khách quan trùng tộc vẫn còn cần đại lượng chi phí. Hơn nữa có ý thức tự chủ, so với bị chủ não chi phối trùng tộc, càng thích hợp tiếp nhận nhân loại thuần dưỡng. Nói đi, lị lị an quanh thân tuôn ra lấy tiếng đen yêu dị hư không năng lượng. Đen như mực tổ rồng dần dần tại này của sức mạnh phía dưới tạo dựng. Chương 487, trùng triều long triều. Vô biên sức mạnh hư không đang vào một chỗ. Trong tổ trồng thảm vi khuẩn dần dần dựng dục ra, tràn ngập đông đảo màu tím đen huỳnh quang trứng rồng. Đây là sinh sản hư không ấu long ám ảnh tổ rồng. Khoảng cách hoàn toàn phu hóa ra hư không ấu long còn có mấy giờ. Chủ nhân, chủ mẫu, các ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút đợi chút nữa lại đến nhìn. Hư không nữ hoàng chất tà mâu, sắc mặt có chút tái nhật. Nhìn ra được, tòa này tổ rồng tạo dựng tiêu hao nàng không thiếu hư không năng lượng dù sao sinh sản cường hóa long tộc, gian trình độ phức tạp tuyệt không phải chỉ là trùng tộc có thể so sánh. Tạo dựng sinh sản hư không long tộc xào huyệt, liền càng thêm khó khăn. Không có việc gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều hơn nữa cho ta phổ cập khoa học một chút, ngươi sản xuất long tộc đến cùng có cái nào ưu thế. Lạc vũ khoát tay áo, làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thái. Thỏ con chíp chíp cũng vẫn tai, đối với cái này biểu thị hiếu kỳ. Vậy được rồi. Lị lị an dừng một chút, tiếp tục mở miệng giới thiệu đầu tiên là cùng trùng tộc chỗ tương đồng. Hư không long tộc cũng là từ nguyên thủy ấu long trạng thái sinh ra, thông qua tiến vào những thứ khác long tộc hư không kiến trúc. Hấp thu ẩn chứa trong đó tổ người máy, mở khóa tự thân chủng loại. May mắn mà có chủ nhân ngài mang về rất nhiều long tộc ghen. Ấu long nhóm có thể lựa chọn trở thành hư không viêm long, hư không mộng long, hư không hắc long cùng hư không lam long. Tại tứ sát cự long trên cơ sở, chịu đến hư không ưu hóa, bọn hắn không chỉ có nắm giữ lấy ban đầu chủng tộc kỹ, cùng với nhục thể thiên phú còn mở ra khác biệt không gian hệ kỹ năng. Có thể nói, đánh thắng thông thường tứ sắc cự long. Nhất là cung cấp càng nhiều tài liệu hồng long, cho ta chút thời gian thậm chí có thể giải khóa kiểu mới chủ não đơn vị, thánh hư viêm long vương. Tiềm năng tại thần thú, chỉ cần nó khống chế thủ hạ hư không tay sai, thu tập được đầy đủ nguồn năng lượng, liền có thể tại trong thời gian cực ngắn trở thành siêu ảnh. Chính là sản xuất hàng loạt siêu ảnh. Lạc Vũ nghe xong, lập tức đối với hội triển lãm cảm thấy yên tâm. Đồng thời trong lòng có chút nhỏ ấy nấy. Hồng Long nữ vương cung cấp nhiều nhất Hồng Long ghen tin tức, cái này ngược lại dẫn đến Hồng Long nhất tộc toàn phương vị bị đánh thắng. Lạc vũ thân là noãn nam hơi quá ý không đi. Cái kia hư không long tộc phí tổn như thế nào? Lạc vũ ôm cái cầm tự hỏi. Nghe, hư không long tộc chính là cường hóa bản long tộc. Hư không trùng tộc hoàn toàn không so được, vậy không bằng về sau liền tạo ra long tộc A. Trùng tộc cái gì, thật sự không quen. Đây chính là hư không long tộc nhược điểm. Lị lị an thang nhẹ một tiếng. Lạc Vũ lập tức nơm nớp lo sợ đứng lên tham gia hội triển lãm hơn nửa trúng tuyển thập đại tốt nhất có thể hay không nhẹ vốn sản xuất hàng loạt là rất trọng yếu chỉ có toàn diện thực hiện thương nghiệp hóa mới có thể thu được điểm cao bằng không chính là khai phát ra sản phẩm lại mạnh đối với lam tinh lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ dĩ vãng hội triển lãm bên trên liền có thật nhiều công năng thực dụng sản phẩm cũng bởi vì giá thành đắt đỏ mà không có thu được thứ tự hư không long tộc chính là lại mạnh phương diện này kéo lui cũng liền triệt để xong không giống với kết cấu đơn giản trùng tộc, long tộc cơ thể cấu tạo 10 phần tinh diệu, cần tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng. Mỗi một đầu ấu long chi phí thì tương đương với năm bản binh. Nguồn năng lượng tiêu hao quá nhiều, chẳng thể trách Lệ Lị, Lị An bây giờ nhìn đi lên hư như vậy. Lạc Vũ nghe xong không hiểu ra sao. Cái gì gọi là năm bản binh? Như thế nào nghe giống như chơi game. Lệ Lệ An mỉm cười giảng giải, hư không chủ não chia làm 7 đẳng cấp, từ siêu ảnh khi đến nhẫn. Theo đẳng cấp đề thăng, hư không chủ não đem mở khóa càng nhiều cao cấp binh chủng năm bản binh cần sào huyệt ảnh vệ cấp hư không chủ não mới có thể sinh sản đây vẫn chỉ là sinh sản ấu long mà kiến tạo để cho ấu long lựa chọn chủng loại kiến trúc càng là muốn sáu bản thậm chí bảy bản lạc phủ bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách ấu long lúc sinh sản ở giữa so ấu trùng dài hơn nhiều nguyên lai là năm bản binh thế nhưng là cái này chi phí đối với trùng tộc tính toán cao nhưng mà đối với trân quý long tộc mà nói chính là chín trâu mất sợi lông lạc vũ lại phát hiện hoa điểm lị lị an khẽ gật đầu chính xác nhưng mà muốn nhanh chóng đem ấu long tăng lên tới trưởng thành tiêu hao nguồn năng lượng cũng rất nhiều mặc dù so với dưỡng thành một đầu cự long vẫn là rất ít nhưng mà cự long cần nhiều năm trưởng thành hư không ấu long nhưng là duy nhất một lần chính là tương đương với cho vay cùng duy nhất một lần trả nợ khác nhau lạc vũ trầm ngâm chốc lát lại đưa ra phương pháp giải quyết nếu như hư không long tộc từ nhỏ làm cho nhân loại bồi dưỡng để cho bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành đâu Nghe vậy, Lệ Lệ An hai mắt tỏa sáng, đây cũng là một ý kiến hay. Bởi vì Hư Không Long tộc tâm trí tương đối cao, không cách nào giống trùng tộc bị chủ não thống nhất, như bình thường thông linh thú làm cho nhân loại thuần dưỡng là sự chọn lựa tốt nhất. Như vậy, bồi dưỡng thành vốn là rất xuống rất nhiều, còn có thể tiện thể bồi dưỡng Long tộc cùng nhân loại cảm tình. Không giống với đại bộ phận kiêu căng khó thuần, khó mà thuần phục Long tộc. Chỉ cần ta tại trong kho gen thêm chút sửa chữa, Hư Không Long tộc tính cách liền sẽ trở nên thích hợp cùng người cùng tồn tại lạc vũ cũng cảm thấy dạng này đáng tin cậy giao cho quốc gia chuyên nghiệp cơ quan huấn luyện thành hư không quân đoàn xem như cao giai binh chủng quân đoàn đối kháng vị diện khác xâm lấn tạo thành nghiền ép không cần quá đơn giản đây cũng là mở khóa nghề nghiệp mới thuần long sư hắn mỗi một cái dự thi tác phẩm cơ bản đều là có tính đột phá ba giờ sau ám ảnh tổ rồng trải rộng trứng rồng cùng nhau rung động rất nhanh sinh ra mảng lớn vết trạng đông đảo hư không ấu long cùng nhau theo trứng trên vỏ thò đầu ra Lúc này hư không ấu long chỉ có cao 2 mét, bề ngoài nhìn qua manh manh đát. Lị lị an xuân tâm manh động, vuốt ve một cái ấu long cái tráng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, long long ngoan. Một bộ dáng vẻ coi như con đẻ. Một mực bị xem như vật tiêu hao trùng trùng biểu thị rất cam. Bị sửa đổi gen hạn định tính cách ấu long, cũng là một mặt nhu thuận, biểu hiện phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Một điểm không giống bá khí long tộc, giống như là con cừu nhỏ. Lạc vũ ánh mắt ngưng lại, cho một chút ấu long cơ sở số liệu. Lị Lị An trịnh trọng gật đầu, tốt. Nói xong, tinh thần lực bắn ra một đạo tin tức, xuất hiện tại lạc vũ não hải. Tên, hư không ấu long. Thuộc tính, ám hệ, không gian hệ. Tiềm năng, truyền kỳ. Đẳng cấp, trung nhẫn tam giai. Năng lực, hư không dời vọc LV-1, long trảo tránh LV-1, ma diễm LV-1. Lạc vũ ánh mắt hiếp lại, không tệ lắm, ám hỏa song hệ kỹ năng, không gian kỹ năng và thể thuật toàn bộ có. Hơn nữa xuất đạo chính là truyền kỳ tiềm năng, so tiểu thiên hạt kỳ lân còn tốt. Đây nếu là tiếp nhận càng nhiều ghen cải tạo, hơn nữa trưởng thành, sợ là kết bên trong cũng khó có địch thủ. Đáng sợ nhất là, những thứ này ấu long khai phát chi phí chỉ có 5 bản binh, sản xuất hàng loạt đứng lên không có vấn đề gì cả. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp thuần dưỡng người. Này liền càng không là vấn đề. Tương lai có hy vọng truyền kỳ ấu long, dù là cho vay dưỡng long, cũng làm cho nhân tâm cam tình nguyện. Một phen khích lệ sau, Lạc Vũ khẽ cười nói, lị lị an, làm tốt. Lệ Lệ An gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng, đa tạ chủ nhân khích lệ. Chủ nhân, xin hỏi muốn hay không mở khóa ấu long chủng loại, hơn nữa quán chú nguồn năng lượng tốt thành một đầu cự long. Vẫn là thôi đi. Lạc Vũ lắc đầu. Lệ Lệ An một bộ dáng vẻ thận hư, hắn đau lòng. Chương 488, toàn viên hoàn thành nhiệm vụ. Ta là bầy rồng. Nhìn xem rất nhiều ấu long quay chung quanh bên cạnh, Lệ Lệ An bá khí mà gào hét to. Tiếp lấy, nàng nhu tình như nước nhìn về phía Lạc Vũ, chủ nhân, ta phá giải cự long ghen về sau liền có thể bắt chước ngụy trang thành bá khí hư không long vương ngoại trừ nữ bộc ta còn có thể làm ngài phương tiện giao thông thỏ con chip chip chân tướng phơi bày nàng còn tại bên cạnh đâu liền đã dạng này nếu là không đến xem lấy lấy tiểu vũ niệu tính sợ không phải dây biến thành rồng kỵ sĩ còn có cái này chuyện tốt lạc vũ một mặt mừng rỡ mặc dù có thần uy cơ bản cáo biệt hết thảy phương tiện giao thông nhưng mà cưỡi rồng soái a biết hay không nam nhân lãng mạn. Thỏ con chích chích kìm nén lửa giận, gạt ra nụ cười hiền hòa, cái này cũng không cần, ta biến thành răng lớn ma như cũ dùng tốt. Lị lị an ngươi vẫn là xử lý hảo nữ bột nhóm A. Lị lị an không có nhượng bộ, chủ mẫu đại nhân đường đường nguyệt thần, có thể nào ủy khuất như thế, chút chuyện nhỏ này hay là giao cho ta A. Thỏ thỏ ánh mắt ngưng lại, cái này tiểu nữ bột như thế nào âm dương quái khí. Muốn vệ chủ đi. Trong nháy mắt, Lạc Vũ cảm nhận được chung quanh tràn ngập không nhìn thấy mùi thuốc súng một bên ấu long nhóm cũng tại rung lẩy bảy đột nhiên cảm giác bên cạnh một trận hàng ý đánh tới lạc vũ hắn giọng một cái cái kia ta đi a phi bên kia thúc giục một chút tiến độ tỉ muội các ngươi trước tiên thật tốt chỗ lấy nói đi lạc vũ trực tiếp chuồng đi miễn cho một hồi đánh nhau đem hắn cho đã ngộ thương vừa mới đến a phi thụ giới lĩnh vực điện thoại lúc này vang lên lạc vũ xem xét tên người gọi đến các hội trưởng lập tức nghe tiểu vũ ngươi không phải muốn tham gia hội triển lãm sao gần nhất tiến độ thế nào? Các hội trưởng không coi trọng Lạc Vũ, cũng rất là quan tâm. Lạc Vũ vừa rời đi cự Long căn cứ nghiên cứu, Long Mẫu liền liên lạc các hội trưởng, đồng thời đem tình huống nói cho hắn. Biết Lạc Vũ tuyệt đối cự tuyệt Long Mẫu trên danh nghĩa mời, các hội trưởng cũng là cảm nhận được Lạc Vũ cuộc cường. Rất tốt đắc, đã có hai cái hạng mục làm xong. Lạc Vũ kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Nghe vậy, các hội trưởng rất cảm thấy ngoài ý muốn, người mới đi cự Long căn cứ nghiên cứu một chuyến, này liền làm xong tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một ngày, quá nhanh đi. Các hội trưởng có chút hoài nghi tính chân thực, nhưng mà đối phương là Lạc Vũ. Cũng không lý tới từ lừa hắn A. Đó là, có lị lị an hỗ trợ nghiên cứu gen, chế tạo ra hư không long tộc còn không phải vài phút chuyện. Lạc Vũ thản nhiên nói. Không chút nào che giấu tự mình ôm bắt đùi sự thật. Có phú bà đuổi theo cho ăn cơm là như vậy. Đồ chơi gì? Hư không nữ hoàng. Nàng không phải tại qua la sao? Các hội trưởng sững sờ, Long Chi quốc trú Hoa la đại sứ, hôm nay liền từng chịu đến hư không nữ hoàng tiếp kiến. Chuyện này hắn thân là quốc gia cao tầng rất rõ ràng. Lạc Vũ khẽ cười một tiếng, là hư không nữ hoàng phân liệt thể, bất quá đều không khác mấy. Dù sao nàng cũng là bán thần. Trác hội trưởng nghe xong trừng lớn giống như chung đồng con mắt, mạnh như vậy, đoán chừng ta đều đánh không lại. Không đúng, ngươi không phải đều cùng với nàng thẳng thắng đi, nhân gia còn phái cái phân liệt thể dáng ngươi. Lạc Vũ khẽ vuốt tóc cắt ngang trán, có lẽ đây chính là dáng dấp đẹp trai khổ não a. À? tiểu tử ngươi, các hội trưởng không biết nói gì. Không kéo những thứ này, đề cập với ta phía trước lộ ra phía dưới thành quả. Nàng lại giúp ngươi nghiên cứu một loại, có long tộc huyết mạch hư không trùng tộc sao? Các hội trưởng đối với hư không sinh vật hiểu rõ, còn dừng lại ở côn trùng giai đoạn. Lạc Vũ mỉm cười, nhỏ, cách cục nhỏ. Lệ Lệ An tại vốn có long tộc trên cơ sở, khai phá ra mạnh hơn hư không long tộc. Nắm giữ lấy đại lượng không gian hệ kỹ năng, có cao hơn tiềm năng, cùng với khôn khéo tính cách, tương lai có hy vọng hơn nữa những thứ này chất lượng tốt ấu long có thể sản xuất hàng loạt đồng thời bị loài người thuần dưỡng long chi quốc liền đợi đến biến thành chân chính long chi quốc a nghe vậy các hội trưởng không thể tin vào tai của mình long tộc không gian hệ hai loại cường hãn thuộc tính kết hợp chung một chỗ đến tục cùng sẽ bộc phát ra như thế nào tiềm lực hắn cũng nói không chính xác vậy liền coi là điều kỳ quái nhất chính là sản xuất hàng loạt đừng nói là không gian thuộc tính cự long chính là phổ thông cự long sản xuất hàng loạt cũng là long giới giáo dục bay vọt tính chất đột phá. Tất phải gây nên toàn cầu banh động. Lạc Vũ lại la ó, không chỉ có chơi đùa ra không gian hệ cự long, còn muốn sản xuất hàng loạt. Nếu quả như thật là có thể tổ kiến quân đoàn trình độ, vậy thì triệt để giết chết so tài. Chỉ cần hư không cự long cơ sở chất lượng khách quan phổ thông cự long, giảm xuống không nhiều. Hư không long quân đoàn một khi đầu nhập chiến trường, ắt sẽ đối với vị diện khác xâm lấn tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Người tuổi trẻ bây giờ quá ngông cuồng. Hơn nữa, toa toa nghiên cứu hạng mục cùng lạc vũ thật giống như có chút nói hùa lần này hội triển lãm hai người bọn họ khẳng định có một người muốn lúng túng khả năng cao là toa toa nghe nói không gian của nàng cự long hạng mục còn tại giai đoạn sơ cấp nhân gia lạc vũ bên này cũng nghĩ sản xuất hàng loạt trắng trợn bồi dưỡng cự long quân đoàn vì toa toa mặc niệm một giây người xác định không có khoa trương thành phần a các hội trưởng lại lần nữa hướng lạc vũ xác nhận không phải hắn không tin được lạc vũ chủ yếu là hắn tin tưởng khoa học ta đây vẫn là thu liễm nói ra. Lạc Vũ nở nụ cười. Thánh hư viêm long vương chuyện, hắn còn không có cùng các hội trưởng bày ra mảnh trò chuyện đâu. Bằng không, các hội trưởng sợ không phải muốn kích động đến không ngủ được. Cái kia những thứ khác dự thi sản phẩm đâu? Các hội trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ mình trái tim không tốt. Một cái khác cùng hư không long tộc một cái tiêu chuẩn, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết. Chính là tiểu long túi đứa nhỏ này, khai sáng cơ giới sư thể hệ. Ta để cho nàng tiến hành một chút ưu hóa lại đi lấy đi ra ngoài dự thi chính là lo lắng đối với Ninja thể hệ có ảnh hưởng Lạc Vũ nói trắc hội trưởng xem thường sẽ không khai sáng càng nhiều chiến đấu nghề nghiệp phát triển toàn diện đối với giới ninja cũng có trợ giúp tối trực quan một điểm chính là về sau chuyển chức ninja người thiếu sau ninja tài nguyên liền không như vậy khan hiếm Lạc Vũ gật đầu một cái biểu thị tán thành điều này cũng đúng hơn nữa đối mặt nhiều cái vị diện địch nhân phải bảo đảm chiến đấu nghề nghiệp tính đa dạng mới sẽ không cái chăn một khắc chế cản tay. Nghe xong các hội trưởng lời nói, Lạc Vũ yên tâm rất nhiều. Ta bên này còn có công sự phải xử lý, ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ khai phát nhượng lại lam tinh thực lực tổng hợp, đột nhiên thăng một cái cấp bậc sản phẩm. Nói đi, các hội trưởng cắt ra kết nối. Lạc Vũ khóe miệng hơi vẻn, đi tới A Phi Nguyệt Chi suối khai phát địa. Nơi này tiếng nổ đã không thấy. A Phi, Lị Lị An cùng Tiểu Long Túi đều hoàn thành nhiệm vụ, liền chờ ngươi. Lạc Vũ không chút hoang mang thúc giục nói a phi lòng tin tràn đầy ta bên này cũng đại công cáo thành trí tuệ nguyệt suối sau khi phục dụng có thể tạm thời đề thăng nhẫn thuật quy lực bây giờ đang điều chỉnh thử hàm lượng khống chế cụ thể hiệu quả khai phát ra sơ cấp trung cấp cao cấp cùng version vip sản phẩm để cho mỗi đẳng cấp ninja đều có thể tìm được phù hợp tiêu phí lạc vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ không tệ vẫn rất có đầu óc buôn bán nhiệm vụ lần này hoàn thành cho ngươi nhiều phóng vài ngày nghỉ vu hồ cất cánh a phi cao hứng hai tay giơ cao nhảy cẩn hoang hô. Chương 489, đi tới thiên đồi đảo. Trí tuệ nguyệt suối cùng sinh mệnh thánh tuyền đại lượng sinh sản sau, nhất định có thể tại những giới bán chạy. Đến lúc đó không thể thiếu tìm tập đoàn buôn bán hợp tác. Căn cứ vì thủy bất lưu ngoại nhân điền nguyên tắc, Lạc Vũ tìm tới Tô gia. Nguyên bản Tô gia tại kinh nghiệm thanh tẩy sau, thực lực giảm đi nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra liền bị hợp nhất. Biến thành những gia tộc khác phụ thuộc. Cũng may Lạc Vũ đi tới ba La lúc, liền đã đối với chính đại vĩ thú từng có giao phó thế là bác đại tiên cung tập thể vì tô gia giữ mã bề ngoài các hội trưởng biết được tô gia cùng lạc vũ đi được rất lâu tưởng rằng lạc vũ vừa ý nhân gia tô dĩnh đại tiểu thư cũng là âm thầm ra tay hỗ trợ này mới khiến tô gia trở lại bình thường nhưng cũng chỉ là tránh thoát bị gồm thâu nguy hiểm nội tình đã không lớn bằng lúc trước lúc này tô gia đại bản doanh trong phòng khách lạc vũ đang thảnh thơi ngồi cùng tô diệp phong nói đến sinh ý lục đạo đại nhân lần này đến đây có gì phân phó tô diệp phong thận trọng nói Nghe vậy, Lạc Vũ có chút lúng túng. Tô gia chủ đừng gọi ta như vậy, bây giờ chân chính lục đạo chân quân, đã bị ta từ qua la cứu được trở về. Bây giờ đang long chi quốc nuôi đâu? Tô Diệp Phong đều nghe mộng bức, lục đạo chân quân bị ngài cứu trở về. Ngài không phải lục đạo chân quân. Lượng tin tức có chút lớn, hắn không biết từ đâu hiểu rõ lên. Đúng, vẫn luôn là các ngươi lão tổ tông, tiểu nhã đối với ta có hiểu lầm. Ta cũng là không có kịp thời làm sáng tỏ. Bây giờ chân chính lục đạo đại nhân đã trở về, lại gọi ta như vậy liền không thích hợp lạc vũ đạm nhiên mở miệng nhìn lại dĩ vãng tỉnh táo lại suy xét phút chốc tô diệp phong cảm thấy lạc vũ dù không phải là lục đạo chân quân lai lịch cũng không đơn giản hơn nữa nguyệt thần đại nhân vẫn luôn ngoan ngoãn nghe hắn lời nói nói không chừng lai lịch so lục đạo chân quân đều lớn bây giờ liền đổi giọng gọi tiểu vũ không thích hợp hơn nữa dựa theo hắn bày ra tiềm lực đoán chừng không dùng đến mấy năm cũng liền siêu ảnh vẫn là đáng giá tôn kính ta hiểu được không biết lạc đại nhân đến đây cần làm chuyện gì tô diệp phong đã bảo trì thái độ cung kính lạc vũ khẽ gật đầu đem nguyệt suối sản nghiệp giao cho hắn cũng là có thể yên tâm là như thế này ta vì tham gia hội triển lãm đem thánh tuyền lại hoàn thiện một chút tương lai nhất định bán chạy muốn cho các ngươi tô gia thành lập một cái vị nguyệt thần hiệu lực tập đoàn đem đầu này cơ hội buôn bán một mực nắm giữ khỏi cần phải nói chỉ là truyền giáo hoạt động đều cần số lớn tài lực tại dân gian bồi dưỡng một cái tài đại khí thô tập đoàn xử lý một chút chuyện phức tạp cũng liền thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ tài chính, liền có thể trợ giúp Nguyệt Thần tản lực ảnh hưởng. Đến lúc đó điểm tính ngưỡng chắc chắn mỗi ngày kéo căng. Vì Nguyệt Thần đại nhân hiệu lực, chúng ta không thể chối từ. Tô Diệp Phong một mặt nghiêm túc tiếp nhận, trong lúc đó không có chút gì do dự. Hắn biết rõ, Tô gia tương lai bây giờ đã cùng Nguyệt Thần khóa lại. Làm tốt thuộc bổn phận chuyện, mới có thể để cho Tô gia tại Nguyệt Thần nâng đỡ phía dưới cuộc khởi. Lạc Vũ hài lòng gật đầu, lấy ra hai bình khác biệt nguyệt suối, cùng với một chồng lớn nghiên cứu báo cáo. Phía trên nói rõ chi tiết nguyệt suối công hiệu. Tốt lắm, đây là sinh mệnh nguyệt suối cùng trí tuệ nguyệt suối. Ngươi đi cùng khác tô gia cao tầng nghiên cứu một chút, tiếp đó đem công ty cho ghi danh A. Phương diện này ta sẽ cho các hội trưởng chào hỏi, dùng tốc độ nhanh nhất cho các ngươi xong xuôi. Nhất định không có nhục sứ mệnh. Tô Diệp phong trịnh trọng việc. Thời gian rất mau tới đến hội triển lãm khai mạc một ngày trước. Trong khoảng thời gian này, lạc Vũ sản phẩm mặc dù sơ bộ hoàn thành nhưng mà hắn không có buông lỏng lị lị an sử dụng ra tất cả vốn liếng hao hết nguồn năng lượng dự trữ sản xuất một đám ấu long tiện thể nhanh chóng đem tứ sắc cự long mỗi loại bồi dưỡng được tới một đầu xem như hàng mẫu bốn cái cự long cũng là kết đỉnh phong không tiếp tục không gian lên cao trong đó hư không viêm long càng là chủ não cấp thánh hư viêm long vương siêu ảnh nhất giai thực lực khinh thường quần long trừ cái đó ra nó còn có thể thay thế hư không nữ hoàng kiến tạo tổ rồng chỉ cần thu thập nguồn năng lượng đầy đủ, liền có thể nhanh chóng kéo một chi cự long quân đoàn. Giống như hư không trùng triều, đương nhiên cả hai đối với nhiên liệu tiêu hao, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Những thứ này hàng mẫu cầm lấy đi hội triển lãm bày ra, dư xài. Cái này cũng dẫn đến lị lị an suy yếu đến kịch liệt, lại kết thành hư không chi kén, khôi phục nhanh chóng thể lực. Trừ cái đó ra, Tô Gia cũng tại dưới mệnh lệnh của Lạc Vũ, cấp tốc thành lập tập đoàn. Lạc Vũ đem hắn mệnh danh là, xích nguyệt tập đoàn. Trong lúc đó, lạc vũ còn mang theo a phi cùng tiểu long túi đi tới xích nguyệt tập đoàn địa sản chế tạo sinh sản hai loại nguyệt suối vườn sinh thái đầu tiên là từ a phi hạ xuống thần thánh thụ giới cùng với nguyệt chi suối tiếp đó thụ giới thực vật thông qua sợi rễ thu lấy nguyệt chi suối đồng thời thông qua tỷ lệ nhất định chế tạo thành phẩm lại từ tiểu long túi cung cấp toàn bộ tự động hóa cơ giới lưu ngấn nước tại ai hệ thống giám sát phía dưới đối với thành phẩm tiến hành không người thức thu về căn bản vốn không cần xích nguyệt tập đoàn cung cấp ngoài định mức tài nguyên bọn hắn chỉ cần phụ trách bán đi thành phẩm tại thế bác sẽ kết thúc đơn đặt hàng cũng tất nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa xích nguyệt tập đoàn cao tầng có thể nói là nằm các loại bạo kim tệ đương nhiên đây đều là thỏ thỏ kim tệ xích nguyệt tập đoàn chỉ là phụ trách quản lý đồng thời vùi đầu vào đủ loại tuyên truyền nguyệt thần trong hoạt động quá trình có trung thành tuyệt đối tô diệp phong cùng tô dĩnh giám sát sẽ không xuất hiện công khoản tư dụng tình huống hết thảy công tác chuẩn bị xử lý hoàn tất lạc vũ đi theo long chi quốc dự thi đoàn cử chuyên cơ đi tới hội triển lãm tổ chức địa bầu trời quần đảo đô thành thiên khâu đảo trên đường có các hội trưởng dẫn đội đông đảo người dự thi rất cảm thấy quang vinh dựa theo lệ cũ hội triển lãm mặc dù quan hệ trọng đại cũng đều là từ chuẩn siêu ảnh siêu ảnh đại lão dẫn đội lần này trực tiếp tới cái bán thần long chi quốc dân chúng trong lòng thủ hộ thần bọn hắn có thế không cao hứng đi trên thực tế các hội trưởng là nhìn xem lạc vũ cũng dự thi phân thượng lúc này mới tham gia hoạt động lần này hắn cảm thấy Lạc Vũ lần này dự thi, tất phải gây nên toàn cầu độ cao chú ý. Bởi vậy Trắc hội trưởng muốn tận mắt chứng kiến một màn tính chất lịch sử này. Hắn thậm chí hảo tâm nhắc nhở các đại quốc tổng hội trưởng, nhưng mà bọn hắn đều không coi ra gì. Lấy đủ loại mượn cớ từ chối không tới. Trên sân bay, Lạc Vũ nhìn một hồi ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, buồn bực ngán ngẩm. Anh em nhà họ Sở đâu? Bọn hắn không phải nghiên cứu viên ma hộ chuyên nghiệp sao? Lạc Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cơ hồ không có người quen bọn hắn còn tại vị diện khác tìm tòi đâu? Trác hội trưởng đáp, lạc vũ có chút ngoài ý muốn, đều đã lâu như vậy, còn chưa có trở lại. Không phải liền là thu thập chút khi địa vị mặt phong thổ sao? Trác hội trưởng trợn trắng mắt, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, hai tháng thống nhất vị diện, đứa nhỏ này cũng không biết một tí gì phổ thông thiên tài đắng. Máy bay hạ cánh, long chi quốc mọi người đi tới từ hạt các tạo dựng thiên khâu đảo, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mười phần phù hợp lam tinh hiện đại hóa nhà cao tầng sông thẳng vân tiêu. Dù sao cũng là bầu trời quần đảo thủ đô, hơn nữa cấu thành phù đảo đất cát, đi qua đời đời cường hóa, đã hòa làm một thể. Tính chất trở nên giống như phổ thông hòn đảo không có gì khác biệt. Tại các hội trưởng dẫn dắt phía dưới, lạc vũ bọn người ở tại bang tổ chức an bài khách sạn hào hoa ở lại. Trên hành lang, khắp nơi đều là đến từ các quốc gia dự thi đoàn đội. Giống lạc vũ loại này độc lan đúng là hiếm thấy. Dù sao những thứ này cao cấp nghiên cứu, không phải một người có thể độc lập hoàn thành. Chương 490, lạc vũ tại đùa giỡn. Thế bác trung tâm, một tòa nhà chọc trời cao tầng. Một cái tóc hoa râm, người mặc màu trắng nghiên cứu phục lão giả, đang tại phê duyệt dự thi danh sách. Vị này chính là Thế bác ủy ban hội trưởng, Lý Nham tiến sĩ. Thế bác ủy ban đối với hội triển lãm cử hành chịu giám sát cùng xét duyệt trách nhiệm. Mà Lý Nham tiến sĩ tự thân, cũng là bởi vì đối với những thuật toàn diện nghiên cứu, tại giới học thuật được hưởng thái đấu cấp địa vị. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, lúc này mới bị đám người chọn chúng đảm nhiệm hội trưởng. Xem như nhẫn thuật giới long mẫu. Hội trưởng, Lạc Vũ tin tức cuối cùng bổ sung hoàn tất. Lúc này, hội trưởng trợ lý cầm một phần hồ sơ đi vào, đưa cho Lý Nham tiến sĩ. Lạc Vũ. Chính là cái nào mở mang lôi điện trả lại tiểu thiên tài. Lý Nham tiến sĩ ánh mắt ngưng lại. Hắn cùng những người khác khác biệt, so với Lạc Vũ tại công chúng trước mặt cho thấy thực lực kinh người. Xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng cân nhắc, Lý Nham tiến sĩ đối với Lạc Vũ khai thác nhẫn thuật dường như có ấn tượng. Mấy tháng nay, nghiên cứu của hắn một mực chính là ưu hóa lôi điện hoàng trả, đồng thời tìm kiếm khai sáng ra phá giải thuật này nhẫn pháp. Nhưng mà lại một mực không thu hoạch được gì, lãng phí hắn quý báu thời gian nửa năm. Đến nước này, Lý Nham tiến sĩ liền đối với cái này thần bí người trẻ tuổi rất chú ý. Ta nhớ được hắn không phải hiệp trợ Lam Tinh Liên Minh, đi vị diện khác kết minh đi. Gần nhất mới lui về tới, hắn có thế có thời gian không? Lý Nham tiến sĩ suy tư phút chốc, lẩm bẩm nói. Vốn là hắn hay là mong Lạc Vũ có thế tại thế bác rẻ, thể hiện ra càng có khai sáng tính chất nhẫn thuật nhưng mà tính thời gian một chút hắn phát hiện đó là không có khả năng hẳn là trên danh nghĩa tại một cái đại lão nào đó khai phát tiểu tổ phía dưới soát một chút lý lịch a lý nham tiến sĩ sau khi suy nghĩ cẩn thận tiếp nhận hồ sơ nhưng mà trợ lý lại lắc đầu cái đó ngược lại không có lạc vũ là một cái báo danh tham gia hội triển lãm trên danh sách ngoại trừ chính hắn không có khác nghiên cứu thành viên cái gì lý nham tiến sĩ một mặt giật mình tham gia hội triển lãm tác phẩm cũng là đi qua nghiên cứu đoàn đội trưởng năm khai phát khảo thí thẳng đến kỹ thuật thành thục mới có thể cầm lên mặt bàn dự thi sáng tạo cái mới cùng thực dụng đều có dự thi đoàn đội cũng là suy nghĩ tác phẩm của mình có thế trong tương lai thị trường chiếm giữ một chỗ cắm dùi thậm chí xâm nhập đến toàn cầu nhân dân trong sinh hoạt quá trình tự nhiên qua loa không thể mà lạc vũ cái này cũng quá không chỉ có thời gian không dồi dào chỉ có mấy ngày thời gian chuẩn bị liền phát ra đoàn đội đều chỉ có một mình hắn rất khó để cho người ta xem trọng không chỉ là dạng này lạc vũ còn thân thỉnh mấy cái dự thi danh ngạch không chỉ có một cái sản phẩm dự thi trợ lý lại thả ra một cái tin tức nặng ký nghe lý nham tiến sĩ triệt để mơ hồ tiểu tử này đến cùng muốn làm gì hắn mơ hồ một chút ninja thiên tài chạy tới hội triển lãm góp đủ số soát tồn tại cảm giả mạo người quen chuyện hắn ngược lại là nhìn mãi quen mắt vì đề cao nổi tiếng đi những thứ này tuyển thủ mục tiêu căn bản vốn không tại thập đại tốt nhất sản phẩm mà là dùng đủ loại kỳ hoa sản phẩm dự thi hấp dẫn người ánh mắt tăng thêm lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng độ vì bức kế tiếp truyền thông lẫn lộn làm nền những người này phần lớn là nhân ký rất cao minh tinh ninja so với nghề nghiệp ninja như thế hành ở hắc ám phụng dưỡng quang minh bọn hắn nhưng là giống thông thường minh tinh như thế dựa vào danh tiếng của mình kiếm tiền năm nay trên danh sách cũng không ít những thứ này góp đủ số tuyển thủ nhưng mà soát tồn tại cảm xoát phải kinh tâm động phách như thế như thế siêu phàm thoát tục cũng là lần đầu tiên gặp lạc vũ đến tục cùng muốn làm gì là đùa dẫn hay là thật có hàng lý nham tiến sĩ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chẳng lẽ lạc vũ cũng muốn đổi nghề làm lớn minh tinh vậy thì thật là đáng tiếc ta đã biết đến lúc đó ta sẽ trọng điểm chú ý hắn nói đi lý nham tiến sĩ khoát tay áo trợ lý cúi đầu lui ra khỏi phòng đưa ra không gian tư nhân sau lý nham tiến sĩ bấm học sinh tôn đấu điện thoại tôn đấu cũng là hội triển lãm thập đại cao nhất hữu lực người cạnh tranh. Tác phẩm của hắn, Lý Nham Tiến Sĩ cũng tự mình tham dự qua khai phát. Vì giới này hội triển lãm, có thể nói chú tâm chuẩn bị nhiều năm. Chính là vì 10 năm mài một kiếm, một buổi sáng thiên hạ biết. Lão sư, ngài khỏe. Điện thoại đầu kia truyền đến tôn đấu tràn đầy kính ý ngữ ký. Có thế có thành tích hôm nay, tôn đấu không thể rời bỏ Lý Nham Tiến Sĩ dìu dắt. Điểm ấy hắn lòng dạ biết rõ. Lý Nham tiến sĩ vui tươi hớn hở, nói cho ngươi một tin tức tốt, Lạc Vũ bên kia triệt để mở bày. Hẳn là muốn chuyển hình làm minh tinh, liên tiếp yêu cầu mấy cái dự thi tác phẩm danh ngạch. Nhưng mà khai phá giả chỉ có một mình hắn, đoán chừng là đang làm tiết mục hiệu quả. Chủ yếu Lạc Vũ am hiểu là khai phát nhẫn thuật, mà tôn đấu nhưng là nghiên cứu tăng thêm quyển trục. Hai người tác phẩm cũng là trực tiếp đối với ninja sinh ra ảnh hưởng, thuộc về đồng loại. Thập đại tốt nhất danh ngạch có hạn, trừ phi đặc biệt ưu tú, bằng không sẽ không đem danh ngạch đặt ở một cái trở lên đồng loại tác phẩm. Lạc Vũ bên này ngã ngửa, tôn đấu thì càng có cơ hội. Lạc Vũ ta biết, hắn gần nhất một mực đang bận biểu xử lý vị diện khác sự vụ, căn bản không có thời gian làm nghiên cứu. Tôn đấu xem thường nói, huống hồ, chính là hắn có thời gian, ta cũng không sợ hắn. Ngay lúc đó lôi điện hoàn trả chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đã lâu như vậy, hắn đều không có khai phát ra mới nhẫn thuật, liền đầy đủ chứng minh vấn đề. Khẩu khí mặc dù điên điểm, nhưng mà Lý Nham cũng rất tán thành, Ngươi lần này quyển trục ta thường xuyên đi cho ngươi trấn giữ, cho nên ta tin tưởng, cầm một cái thập đại tốt nhất vấn đề không lớn. Vận khí tốt, thậm chí ngay cả đoạt giải quán quân đều có hy vọng. Nghe vậy, điện thoại bên kia Tôn Đấu lộ ra ánh mắt khát vọng. Nếu như có thể lấy được quán quân ban thưởng, viên kia thần bí lục đạo thần thạch, ta tuyệt đối có thể nghiên cứu ra càng nhiều đồ mới, như vậy trên quốc tế nổi tiếng cũng liền triệt để mở ra. Tiếng nói rơi xuống, Tôn Đấu bắt đầu miên man bất định tưởng tượng lấy chính mình trở thành trong lịch sử nhân loại, ninja trong lịch sử một đạo khó mà vượt qua sự kiện quan trọng. Ghi vào sử sách. Lần này đoàn bọn hắn đội phát minh ra sản phẩm, chính là tăng thêm quyển trục. Sử dụng tương ứng thuộc tính quyển trục sau, người sử dụng cái tiếp theo tương ứng thuộc tính nhẫn thuật, sẽ thu được 50% đề thăng. Sơ giai quyển trục ủng hộ thượng nhẫn cùng thượng nhẫn phía dưới sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có nhằm vào trung cao giai ninja quyển trục. Hiệu quả đồng dạng là 50%. Chính là trước mắt kỹ thuật còn chưa thành thục, chỉ khai phá ra tăng thêm ngũ đại thuộc tính cơ sở quyển trục. Những cái kia phức tạp huyết kế giới hạn không ở chỗ này loại. Hơn nữa siêu ảnh thả ra nhẫn thuật quy lực quá khổng lồ, dù là cao gia nhất quyển trục, cũng chỉ có thể tăng thêm 10%. Bất quá, cái này đã rất đáng sợ. Dù sao siêu ảnh nếu như phóng thích lục tinh nhẫn thuật, động một tí thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái. Chỉ là 10% tăng thêm cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Chỉ bằng cái này, tôn đấu liền thì ra tinh giới này hội triển lãm, chính mình có khả năng xung kích vô địch uy hiếp bờ lớn nhất cũng là yên lặng nhiều năm, một mực chuyên tâm nghiên cứu long mẫu. Thiên đồi đảo, hội triển lãm nhân viên tương quan chuyên dụng phòng ăn. Lạc Vũ đang cùng Long Chi Quốc đội ngủ, ăn cơm trưa miễn phí. Đúng lúc đụng phải Long Mẫu cùng Hồng Long Nữ Vương, cũng bưng để chuẩn bị chọn lựa mỹ thực. Lạc Vũ, trùng hợp như vậy các ngươi cũng tại. Hồng Long Nữ Vương hào phóng vẫy tay. Các hội trưởng ánh mắt đối nhau Long Mẫu, hai người ánh mắt phức tạp.